Trong lúc phải chờ đợi những vị khách mời của chúng ta thì Anna cũng xin giới thiệu một chút để anh chị em mình có thể yên tâm và để biết được là mình đang nói chuyện với ai và đến từ đâu. Thì tên đầy đủ của tôi là Nguyễn Thị Vân Anh. Tôi là một chuyên gia sinh học và tôi học sinh học 7 năm trước khi mà ra ngoài để làm kinh doanh. Và trong cái quá trình mà học sinh học thì mình luôn luôn muốn là có thể tận dụng được những cái hiểu biết của mình vào một cái hoạt động gì đó mà nó thực tiễn hơn và nó dễ hiểu hơn. Tại vì đã là nghiên cứu khoa học thì các nhà khoa học đều nghiên cứu những thứ mà đa phần mọi người bên ngoài là chưa có quan tâm. Đó. Giống như bây giờ mà khi mà có đại dịch như thế này thì tất cả những người bạn bè của Anna mà đang ở nước ngoài thì gần như đều đang là những cái đối tượng mà trong cái tuyến đầu chống dịch. À, vì là những cái người mà chuyên về xét nghiệm này, rồi chạy PCR làm sao để ra được những cái kết quả xét nghiệm á, thì đó là những, rồi nghiên cứu làm sao để ra vaccine này kia, thì đó là nhiệm vụ của những nhà khoa học. Thì Anna là may mắn là được học 7 năm về bên về cái lĩnh vực này. Và bây giờ thì hơn lúc nào hết, mình bắt đầu cảm nhận được cái vai trò của việc chăm sóc sức khỏe chủ động. Và hôm nay thì với tư cách không phải là của một người kinh doanh, vì khi mà mình nói về với tư cách vai trò của một người kinh doanh thì mình sẽ có một cái cách nói khác, với một cái tốc độ khác và cách đề cập vấn đề khác. Thì nếu các bạn quan tâm đến cái phần đấy, các bạn có thể gặp Anna vào lúc 1:30 chiều hàng ngày. Thế còn buổi tối ngày hôm nay là buổi tối mình nói về sản phẩm, mình nói về những cái cách, những cái thông tin giúp mình có thể chăm sóc sức khỏe. Và bạn sẽ gặp một phiên bản của chị Anna từ tốn hơn, chứ còn có rất nhiều người gặp lúc chiều và nói là trời ơi nói nhanh quá, không nghe thấy gì cả. Thế thì với vai trò của một chuyên gia thì Anna đang rất là mong muốn cộng đồng của chúng ta có thể có được cái sức khỏe tốt và đặc biệt là sức đề kháng tốt. Thì ngày hôm nay chúng ta sẽ nói về chủ đề chăm sóc sức khỏe và sẽ đi sâu vào cái chuyên đề là sức đề kháng. Làm thế nào để tăng được sức đề kháng và làm thế nào để có những cái sản phẩm mà tăng sức đề kháng. Tức là mình hướng dẫn nhau về mặt thông tin rồi thì mình vẫn phải có cả những cái thứ thực tế là uống cái gì, ăn cái gì như thế nào. Và đồng thời á, nếu anh chị em nào mình có cả những cái mối quan tâm khác, ví dụ như là mối quan tâm của mình là về giảm cân, là về tăng size vòng 1, là về trị nám, là vì đẹp da, thì kết thúc cái phần này của Anna thì Anna sẽ giới thiệu cho anh chị em luôn. Và cái phần của chúng ta sẽ bắt đầu từ bây giờ đến trễ nhất là 8:45 thì chúng ta sẽ kết thúc, để cho anh chị em cũng có thể nắm bắt được là cái khoảng thời gian mà chúng ta sẽ trao đổi với nhau là như thế nào. Thế thì vì là ở đây mình làm việc với nhau là về sản phẩm, cho nên là Anna lại rất là cần thông tin của anh chị em xem là chúng ta đang quan tâm về cái gì liên quan xoay quanh cái chủ đề sức đề kháng, và xoay quanh cái vấn đề là làm thế nào để sử dụng được những cái sản phẩm tốt nhất để giúp chúng ta có thể phòng chống lại cái đại dịch Covid hiện tại này. Hoặc là anh chị em mình quan tâm đến chủ đề nào thì mình cũng có thể bật mic lên, mình chỉ cần nói là mình quan tâm đến cái gì là được rồi, mình ở đâu và mình quan tâm đến cái gì, mình tên là gì, mình ở đâu, mình là khách mời của ai và mình quan tâm đến chủ đề gì, thì mình cứ liên tục mình bật mic mình nói như vậy để cho Anna nắm bắt được, Anna đi giải quyết được đúng cái nhu cầu của các bạn trong buổi tối ngày hôm nay luôn. Dạ, thì mình có thể Anna đã mở cái quyền bật mic ạ. Anh chị em nào mình bật mic đi để Anna nắm bắt được cái tâm tư và cái nhu cầu của các khách mời ngày hôm nay. Ồ, chúng ta có cái nhu cầu gì cụ thể nhỉ? Ở đây mình thấy có rất là nhiều người mới hoặc là các tư vấn viên. Các bạn biết khách mời của mình đang quan tâm về chủ đề gì thì mình cũng có thể nói chuyện. Mình cũng có thể bật mic lên để mình chia sẻ cho Anna biết là khách mời của anh chị em đang quan tâm đến chủ đề gì. Tăng sức đề kháng là chủ đề chính của chúng ta ngày hôm nay. Ngoài ra mình có quan tâm về cái gì khác không? Sản phẩm giảm cân. Ok. Sao ạ? Trị nám, giảm cân, trị nám, tăng sức đề kháng. Gì nữa ạ?
Vậy thì mình thống nhất là mình sẽ nói về ba cái đấy trước nhá. Tại vì ba cái đấy là cũng thời gian của thời lượng của chúng ta là cũng khá khá rồi đấy. Có thì thêm good nữa chị. Good. Ok. Thêm good nữa. Rồi ok. Bây giờ như thế này, cho dù là cái đưa mẹ thoát cơm đi đã. Đưa mẹ thoát cơm đi. Thấy chưa? Ồn. Rồi ok, chắc Anna khóa mic nhá. Anh chị em nào trong lúc mà Anna nói mà muốn phát biểu, muốn hỏi cái gì đấy thì mình có thể giơ tay lên cái chỗ mà bên dưới thanh công cụ nó có cái chữ là reaction, click vào đấy để mình có cái reaction, ví dụ như là thumbs up này, ví dụ như là vỗ tay hoặc gì đấy này. Đó. Rồi. Để mở mic thôi, vẫn để quyền mở mic. Đã để quyền mở mic mà nếu mình có nhu cầu thì mình mới bật mic, không thì mình tắt mic để cho nó đỡ ồn. Rồi ok, bây giờ thì do là cái với vai trò của mình thì mình cần phải hướng dẫn lại được cho tất cả những ai mà mình có cơ hội gặp gỡ cái cách để mà phòng vệ giúp cho cơ thể của mình khỏe hơn và tăng được sức đề kháng. Thế thì vì thế cho nên là Anna xin trình bày về những cái thông tin về tăng sức đề kháng trước. Thế thì đây có lẽ là một trong những chủ đề mà tất cả chúng ta đều cần phải được trang bị. Và chúng ta không thể tiếc được. Tại vì cái đặc điểm của cái virus corona nó khác với những cái loại virus khác. Và vì vậy cho nên là việc của mình á, là mình phải nắm bắt được nó là dạng như thế nào. Và làm cách nào để mình có thể tăng được cái miễn dịch tự nhiên của mình lên. Thế thì cái hệ miễn dịch của mình ấy, thì nó là một cái hệ thống gồm rất là nhiều những cấu trúc khác nhau. Túm lại là bên trong cơ thể của mình và nó giúp cho mình có thể được hai việc này. Số 1 là phát hiện được những cái mầm bệnh, có thể là virus hoặc ký sinh trùng. Và số 2, vừa phát hiện được lại còn phải vừa phân biệt được với những mô khỏe mạnh của cơ thể. Thế thì có rất nhiều bệnh tự miễn, ví dụ như là lupus ban đầu là một loại bệnh tự miễn, ví dụ như dị ứng là một loại bệnh tự miễn. Tức là hệ thống miễn dịch của mình nó không phát hiện được đâu là khỏe, đâu là bệnh cả, và nó tấn công tất cả. Và miễn dịch của mình thì sẽ được chia thành hai loại. Đó là miễn dịch tự nhiên và miễn dịch thích ứng. Thì đây, miễn dịch tự nhiên thì là sao? Là đã là gọi là bẩm sinh á. Thì túm lại là cứ có những cái chất gì gây hại vào cơ thể thì cơ thể của mình sẽ tự động sản xuất ra những cái bổ thể để mà người ta gọi là bổ thể. Tức là bổ sung vào để mà làm sao mà để làm cái nhiệm vụ là thực bào. Và rồi á, cái sẽ có một cái loại tế bào nó sẽ ăn, nó sẽ nuốt những cái loại vi sinh vật này. Nó nuốt xong bắt đầu nó sẽ cho hiện lên trên bề mặt của nó những cái như kiểu theo nguyên tắc chìa và khóa ấy. Và rồi những cái bổ thể kia nó sẽ được sản xuất ra. Và khi sản xuất ra nó sẽ gắn chặt vào và vô hiệu hóa những cái vi sinh vật đấy. Gọi là miễn dịch bẩm sinh hay còn gọi là miễn dịch tự nhiên. Cái số 2 là miễn dịch thích ứng. Miễn dịch thích ứng á, là phải miễn dịch sau một thời gian mới có thể làm được. Tức là sau khoảng thời gian từ 6 đến 12 giờ cơ thể của chúng ta gặp những cái vi sinh vật này thì nó sẽ bắt đầu có cái hệ thống miễn dịch bẩm sinh sẽ bắt đầu hoạt động. Thế hệ thống miễn dịch bẩm sinh của mình hoạt động xong, sau đó từ 1 đến 5 ngày thì cái miễn dịch thích ứng nó mới bắt đầu hoạt động. Tức là lúc này kháng thể mới được tạo ra. Đây là tự bên trong cơ thể của mình á, tạo ra những kháng thể thì cái này nó sẽ là đặc chủng. Còn miễn dịch bẩm sinh là không có đặc chủng gì cả. Cứ con nào vào là đều xử lý hết. Thế thì cái miễn dịch bẩm sinh á, nó có sẽ có đặc điểm gì? Nó có đặc điểm này, cái giống nhau là túm lại đều bảo vệ cơ thể. Cái khác nhau, đã là miễn dịch bẩm sinh á, thì nó tiêu diệt nhanh chóng theo cùng một công thức. Cái gì vào nó cũng ăn hết sạch, tiêu hết sạch và nó không có thời gian, tức là không cho thời gian để cái vật lạ này này nó sinh sôi. Thế thì không phải lúc nào cái hệ miễn dịch bẩm sinh của chúng ta nó cũng mạnh mẽ và cũng có thể phòng chống được tất cả các loại bệnh. Vì thế cho nên là chúng ta vẫn bị có những triệu chứng nhiễm bệnh. Và lúc đó thì miễn dịch thích ứng bắt đầu phát huy vai trò. Tức là có những cái loại vi sinh vật nó quá tinh vi và có thể lọt qua được cái hệ thống miễn dịch bẩm sinh.
thì lúc này sẽ có những cái sản xuất, cơ thể sẽ sản xuất những cái kháng thể đặc hiệu với cường độ cao hơn. Vì thế ngày hôm nay á, là trước khi mà mình có những cái vaccine để mình tiêu diệt được COVID-19 thì mình phải tìm cách để mình nâng cao cái miễn dịch bẩm sinh lên đã. Tức là nâng cao cái khả năng mà cơ thể tự chống chọi lại với một số những cái tác nhân gây bệnh bên ngoài. Và bạn biết đấy, cái lúc mà đầu thế kỷ trước ấy là cái dịch cúm Tây Ban Nha, thì cái dịch cúm Tây Ban Nha các bạn, nó lại tấn công vào những cái cơ thể của những người có cái hệ thống miễn dịch mạnh. Cho nên là hồi đấy là thanh niên chết 50 triệu người mà toàn là thanh niên. Bởi vì là cơ thể của mình á bắt đầu phản ứng quá khích, quá mẫn với những cái tác động. Và như thế thì cứ người nào mà càng có hệ miễn dịch khỏe thì càng chết. Các bạn có thể search cái này ở trên Wikimedia, các bạn sẽ thấy rất rõ. Ồ, chúng ta còn có cả những người đánh son ở trên, lấy zoom làm gương để đánh son nữa. Còn trong cái thời đại hiện nay là chúng ta đang ở trong một cái đại dịch có tên là COVID-19. Thì COVID-19, cái virus này nó lại có đặc điểm là nó tấn công những cái cơ thể mà hệ miễn dịch yếu. Nên những người mà có bệnh nền là những người bản chất hệ miễn dịch của người ta yếu. Do là những cái sai hỏng bên trong cơ thể nó có rồi. Và từ cái rối loạn trao đổi chất đấy mà nó làm cho cả cơ thể của mình cứ yếu dần đi. Và nó giống như là một cái đợt truy quét, để mà truy quét tất cả những cái cá thể mà không có khả năng thích nghi. Đó, thế mình hiểu được như vậy. Cho nên vào cái thời điểm này thì cứ cá thể nào mà có được, cá thể tức là con người của mình á, mà có được cái hệ thống miễn dịch tốt thì sẽ có khả năng chống chọi được tốt. Đó, thế thì đấy là lý do tại sao mà ngày hôm nay mình nói nhiều về tăng cường hệ miễn dịch, chứ không phải là loại vi sinh vật nào cũng có thể cứ tăng cường hệ miễn dịch lên là được nhá. Đó, thì chúng ta đang ở trong một cái gọi là đặc điểm như vậy. Thế thì để mà nâng cao được hệ thống miễn dịch thì bạn phải ăn những cái thực phẩm tự nhiên và tươi mới. Đừng ăn những cái đồ chiên xào nấu và bảo quản. Đừng có cho những cái chất phẩm màu công nghiệp gì vào cả, để hạn chế tất cả những cái độc tố. Thứ hai là bạn phải biết bổ sung nước để tốt cho cơ thể. Tắt tiếng rồi. Tắt tiếng rồi. Tắt tiếng giúp Anna. Mình bổ sung nước tốt. Nước tốt là gì? Là phải nước sạch cái đã, không có clo, không có chất thải công nghiệp, không có vi khuẩn, không có một cái gọi là những cái mối nối hàn của những cái đường ống nước, nó sẽ có cái gọi là hexan, thêm những cái gốc hexan của dầu mỏ vào, nó làm thành xenoestrogen, nó cũng không tốt cho cơ thể. Và mình sẽ phải tìm được cái nước mà có tính kiềm, cho nên các bạn có một số loại nước như là Lavi này. Có lẽ Anna phải tắt mic rồi. Các bạn thông cảm nhé. Anna tắt mic nhé. Tức là mình phải uống những loại nước như là Lavi này, những loại nước như là Ionline, rồi nước Vĩnh Hảo cũng được, tức là những loại nước khoáng. Hoặc là nhà bạn mà có cái hệ thống máy lọc nước kiềm là tốt nhất. Như ở nhà Anna thì Anna sử dụng máy lọc nước Kangen. Và mình uống nước từ từ, bổ sung mỗi 15 phút. Và mình một ngày thì mình uống theo trọng lượng cơ thể. Tức là cứ 0,4 lít nước mình uống trên 10 kg trọng lượng cơ thể, gồm cả nước ở trong các loại rau củ quả luôn. Và công thức dinh dưỡng cân bằng là nó phải đủ chất, là bao gồm cả hydrat carbon, tức là mình hay gọi là tinh bột ấy, chất béo và protein. Thế thì thông thường thì mình mà cứ kiêng tinh bột thì là không tốt đâu, công thức đấy không cân bằng và rất là dễ dẫn đến một cái cơ thể mà các cái tế bào không được cung cấp đủ dưỡng chất và nó què quặt, dẫn đến một cái hệ thống miễn dịch nó kém. Và không phải chỉ hệ thống miễn dịch kém đâu, mà bao gồm cả cái việc là nám da này, những cái việc mà bị gút, tức là những cái triệu chứng rối loạn chuyển hóa nó cũng bắt đầu từ đây, khi mà cơ thể mình thiếu cân bằng. Và đây chính là cái công thức mà cân bằng. Ví dụ như bạn sẽ ăn hydrat carbon, là gọi chung cho tất cả những cái loại mà bắt đầu từ rau này, rồi đến trái cây này, rồi đến những cái loại củ quả như là khoai lang này kia này, rồi đến cả những cái loại ngũ cốc, gạo, rồi các loại hạt, bánh mì, rồi đến những cái loại mà có nhiều đường thì họ dùng chung là bột đường, là hydrat carbon. Thì bạn ăn càng nhiều, số 1, số 2 bạn ăn càng nhiều càng tốt. Còn
số 8, số 9 là bạn bỏ đi. Nhất là trong lúc bạn đang cần tăng cường sức đề kháng thì bạn càng cần phải cung cấp cho cơ thể những cái dưỡng chất từ rau củ quả tươi và xanh, và bỏ hết tất cả những này đi, đặc biệt là con của mình. Bây giờ mà mình lại cứ cho nó ăn bánh kẹo rồi Coca-Cola này kia là nó rất là dễ bị tấn công bởi những cái gọi là vi sinh vật gây bệnh. Và mình phải có chất béo, mình không thể nào vì cái béo mà mình không uống được, mình không sử dụng chất béo được. Bởi vì não bộ của chúng ta 60% là chất béo. Rồi tất cả những cái màng tế bào của chúng ta, chúng ta có khoảng hơn 40.000 tỷ tế bào. Tất cả cái màng tế bào chúng ta đều được cấu tạo bởi một lớp người ta gọi là phospholipid. Cho nên những người mà bị nám, những người mà da nhăn chảy xệ ấy, hoặc là những cái tế bào mà bị tổn thương ấy, là đôi khi mình thừa cholesterol nhưng mình thiếu chất béo trầm trọng. Và chất béo nó có một nguyên tắc là cứ cái chất béo tốt vào nó sẽ đẩy cái chất béo xấu ra. Cho nên bạn chỉ cần biết là một số những loại chất béo từ dầu thực vật ý là rất là tốt. Và mình sẽ sử dụng thêm một số những cái công thức mà đã được cân bằng cả cái omega 3, omega 6 và omega, để cho mình không có bị dư thừa thì nó sẽ tốt hơn. Nên bạn phải ăn đủ đầy đủ. Thì mình cũng sẽ tốt là những cái loại trên màn hình này. Còn những cái loại xấu là bơ sữa rồi trà sữa này kia thì là mình phải bỏ. Đặc biệt là trà sữa. Trà sữa thì cái bột béo ở trong trà sữa là trans fat, là chất béo chuyển hóa. Nó sẽ mất 48 ngày để có thể được tiêu hóa trong cơ thể của mình. Và khi tiêu hóa không được, nó tạo thành một cái lớp màng ở bên trong cơ thể của mình. Và bạn biết không, có rất nhiều người không hiểu được là cái hệ thống vi sinh vật đường ruột của mình á, nó đóng vai trò vô cùng quan trọng. Và nó đóng vai trò cực kỳ mật thiết với cả cái hệ thống miễn dịch của mình. Không bao giờ có một người mà có hệ thống miễn dịch khỏe mà đường ruột lại yếu cả. Không bao giờ có chuyện đấy. Và cái hệ thống vi sinh vật cộng sinh trong đường ruột của mình á, nó nhiều gấp đôi tổng tế bào của mình. Tức là nếu tế bào của mình là 40.000 tỷ tế bào thì hệ thống vi sinh vật của mình là nhiều gấp đôi. Và hệ thống vi sinh vật đấy nó khỏe, nó sẽ giúp góp phần để mà đẩy lùi tất cả những cái vi sinh vật xấu có hại. Vì cái số lượng và lực lượng là rất là nhiều. Cho nên bạn phải để ý đến cái sức khỏe của hệ thống vi sinh vật trong cơ thể của mình. Từ đấy thì bạn mới trẻ, mới khỏe, mới không bị những bệnh mãn tính được. Vì bệnh mãn tính cũng là một dạng tế bào bị tấn công khi mà hệ miễn dịch của mình nó suy yếu. Đó. Thế còn bỏ hết tất cả những món, ngay cả con của mình bỏ hết tất cả những món này đi. Trà sữa, trà xeo bỏ hết. Rồi chất đạm. Chất đạm thì mình có thể ăn đạm động vật và đạm thực vật. Thì ở đây là Anna có một cái bảng để các bạn có thể tham khảo. Ví dụ nhá, nhiều người vẫn nghĩ rằng là chỉ có động vật mới có đạm. Thì mình nhìn đây này. Nếu mà thịt bò mà loại nạc ý, thì sẽ có 100g thì có 74g nước, 20g protein và gần coi như 5g chất béo. À, nếu mà thịt bò mà béo ý, thì toàn bộ là chất béo, rất là khủng khiếp. Thịt lợn thì cũng thế, nhưng túm lại bạn nhìn ở hàm lượng protein nó cũng chỉ khoảng 20g thôi. Ok chưa? Bây giờ bạn nhìn ra cái bên rau đi. Bạn sẽ thấy này, đậu của chúng ta nếu 100g thì có 23,6g đậu, tức là nhiều hơn cái hàm lượng protein ở trong thịt. Tiếp này, riêng mà lạc á, ở trong miền Nam gọi là đậu phộng. Đậu phộng thì ăn nhiều thì không tốt, nhưng mà nó lại có cái hàm lượng protein rất là nhiều. Hoặc là hạt hướng dương cũng có hàm lượng protein rất nhiều. Trong rất nhiều các loại rau của chúng ta đều có hàm lượng protein. Mình cứ tưởng người ta bảo là ăn nhiều trứng gà đi, ăn nhiều trứng gà cho nó có protein thì nó cũng chỉ có 13g protein trên 100g trứng gà thôi. À, thế thì mình khi mình nhìn vào đây thì mình sẽ thấy được là gì? Các bạn sẽ cần phải đa dạng ăn cả các cái loại hạt này, cả những cái loại protein đến từ động vật lẫn thực vật. Bởi vì nó có một cái sự khác nhau là đã là protein á, mà động vật thì nó đủ những cái lượng mà các acid amin không thay thế nhiều hơn. Tức là cần cho cơ thể mình và cơ thể mình không tự tổng hợp được, nó có sẵn. Còn bên động vật, bên thực vật này thì nó có cái lượng nhiều nhưng mà thường nó bị thiếu một số cái. Đó, chỉ có mỗi đậu nành ý, đậu nành là có đầy đủ cả 8 acid amin không thay thế, là cơ thể mình không tổng hợp được 8 cái loại đấy, cho nên nó phải lấy trực tiếp từ cái thực phẩm bên ngoài. Thì đậu nành, giá đỗ là một trong những cái loại là có đầy đủ, còn lại tất cả những loại thực vật khác thì bị thiếu. Trong khi thịt thì nó có đủ. Cho nên tại sao mà chúng ta cái chế độ ăn mà ăn chay toàn phần chưa hẳn là đã tốt về mặt dinh dưỡng, mà chế độ ăn mà 80-20, tức là 80% đến từ thực vật và 20% đến từ động vật, thực sự là một chế độ ăn cực kỳ tốt. Rồi công thức của mình á, bao giờ cũng vậy. Công thức, một cái công thức dinh dưỡng cân bằng là nó phải bổ sung được vitamin, enzyme và khoáng. Thực chất là chính những thứ này mới là những cái thứ xúc tác cho mọi cái chu trình
diễn ra bên trong cơ thể. Mình có những chu trình gì? Mình có những chu trình tiêu hóa của dạ dày và đường ruột này. Mình có chu trình vận chuyển máu và bạch huyết. Bạch huyết là cái thứ mà nước mô mà khi mình bị đứt tay á, thì mình thấy nó chảy ra cái nước trắng trắng vàng vàng đấy. Xong rồi chu trình bài tiết, tức là bài tiết cả chất thải, mồ hôi, rồi phân, rồi nước tiểu. Chu trình trao đổi khí là hô hấp và chu trình trao đổi xung thần kinh. Tất cả đều là được tạo ra và đều được vận hành bởi sao? Bởi những cái enzyme, bởi những cái loại hormone, những cái đấy người ta gọi là những cái hoạt chất sinh học. Và mình chỉ có thể có được những hoạt chất sinh học đấy ở trong những cái cơ thể sống, ở trong những cá thể sống, trong thực vật sống và trong một số những loại thực phẩm bổ sung. Chứ còn ở trong những thứ mà đã nấu và đã chín rồi thì nó gần như là có rất ít, gần như có rất ít. Đó, nếu không có enzyme thì trứng và tinh trùng không thể kết hợp với nhau được, vì nó phải tiết ra một loại enzyme để phá vỡ cái màng bọc này. Rồi, đây là một người được giải thưởng Nobel trong năm 2009 về vai trò của enzyme trong cái việc tạo ra sự sống. Và vì thế cho nên rằng là việc của mình đã đưa vào những cái dưỡng chất để cơ thể của mình có thể làm sao mà tổng hợp ra được những cái chất hoạt chất sinh học này. Và từ đó nó sẽ giúp cho hệ miễn dịch khỏe mạnh. Hệ miễn dịch khỏe mạnh khi mà toàn bộ tất cả những cái chu trình bên trong cơ thể của mình nó diễn ra khỏe mạnh thì tự động nó sẽ khỏe mạnh. Thì nếu như mà ở đây mà nói đến cái việc là chúng ta thăm khám cái gì đấy bên trong này thì không có đâu các bạn ạ. Ngay cả các bác sĩ họ cũng không thể hiểu được cái cơ thể của chúng ta. Có rất nhiều nhà khoa học họ sử dụng cả cuộc đời họ để nghiên cứu. Và khi họ sử dụng cả cuộc đời của họ để họ nghiên cứu thì họ cũng giải mã ra được có một tí 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 thôi. Cái bộ gen người của mình thôi. Cái gen người của mình nó nằm trong cái tế bào bé tí bé teo, mà chỉ giải mã được có khoảng 1-2%. Giải mã được bộ gen người là thực ra chỉ giải mã được những gen đã mở. Còn hơn 90% là những gen đóng là mình không thể biết được. Thế cho nên việc của mình là gì? Đơn giản là cái cách đơn giản nhất này. Khi mà mình muốn học chữ thì ai cũng có thể dạy chữ cho mình. Nhưng khi mình muốn học toán đạo hàm với cả tích phân thì mình phải đến gặp cô giáo dạy toán. Thế còn nếu ở đây khi mình muốn bảo vệ sức khỏe thì mình làm hàng ngày và chỉ cần chúng ta đã có thể hướng dẫn cho nhau được rồi. Nhưng khi đã bị bệnh thì phải vào bệnh viện và gặp bác sĩ. Đó, thế vào bệnh viện mà gặp bác sĩ thì bác sĩ chỉ chữa được những cái cấp tính thôi. Còn những cái mãn tính là gì? Những cái mãn tính là những cái thứ mà tạm gọi là do lối sống mà thành. Chẳng có một cái thuốc nào trị được cả. Nó chỉ kéo dài cái việc bạn sống và bạn sống chung với cả bệnh tật. Và người ta sẽ nói những cụm từ như là sẽ phải dùng thuốc cho đến chết. Thì đấy là những cái vai trò khác nhau. Nó giống như là không quân, hải quân và bộ binh. Nếu mà là Tây y, Đông y và dinh dưỡng nó giống như thế, nó đều bảo vệ sức khỏe và mỗi một cái vấn đề khác nhau chúng ta sẽ phải sử dụng những cái binh chủng khác nhau để cho nó phù hợp. Ví dụ chúng ta bây giờ có dịch Covid thì các bạn mới biết là trong những cái binh chủng thuộc về quân đội của chúng ta còn có cả một cái binh chủng gọi là binh chủng hóa học. Bình thường là mình sẽ không biết đến binh chủng đấy đâu. Nhưng mà khi có Covid là chính là các anh ở binh chủng hóa học là những anh mà đi phun xịt ấy, là quân đội của chúng ta hết đấy. Đó, thế thì ở trong cơ thể của chúng ta cũng thế. Thế thì bây giờ mình cứ hình dung này, ai đồng ý rằng là cơ thể của chúng ta được cấu tạo bởi máu thịt thì mình giơ ngón tay cái. Máu thịt, đúng không? Thế thì để mà có máu thịt này là mình phải ăn dinh dưỡng vào. Cái thứ mình ăn mỗi ngày là dinh dưỡng, uống nước, hít thở, đúng không ạ? Cái thứ đấy nó tạo nên máu thịt, tạo nên cơ thể của chúng ta. Thế thì nếu ai đồng ý là ngôi nhà được tạo ra, xây nhà được tạo ra bởi gạch này, vôi vữa, xi măng thì giơ ngón tay cái. Thế lúc mà nhà bị thủng một lỗ, tường nhà bị thủng một lỗ thì mình có dùng rèm cửa để mình vá lại không? Không, đúng không? Rõ ràng mình phải tìm gạch ngói xi măng. Thế lúc cơ thể của mình bị lủng một chỗ, tức là cơ thể của mình bị ốm yếu chỗ nào đấy, thì theo các bạn mình sẽ dùng máu thịt để chữa, tức là mình dùng dinh dưỡng để chữa, hay là mình sẽ dùng thuốc? Anna tin rằng là mỗi các bạn mình sẽ có câu trả lời. Khi mà cấp tính thì phải đến bác sĩ. Tây y họ đã sáng tạo ra rất nhiều những cái thứ mà có thể giúp chúng ta có thể bảo vệ được cơ thể chúng ta và xử lý được những thứ mà dinh dưỡng với cả đông y không xử lý được. Cắt mổ là không ai có thể làm được, chỉ ngoài Tây y, siêu âm, siêu eo, rất nhiều thứ. Và sau khi qua cái cơn cấp tính rồi, chúng ta về chúng ta phải thay đổi thói quen dinh dưỡng, thói quen sinh hoạt hàng ngày. Thì từ đấy mới tạo cho mình một cơ thể trẻ khỏe, một cái sức đề kháng tốt, một cơ thể khỏe thì tự động da sẽ đẹp, tự động bụng sẽ không bị tích mỡ, tự động da sẽ mịn, tự động nám sẽ hết. Vì vậy cho nên là riêng nám, thì nếu anh chị em nào ở đây mình quan tâm đến nám chẳng hạn, thì
Nám thực chất là một biểu tự biểu hiện của mất cân bằng nội tiết tố và thiếu hụt dưỡng chất cũng như là tích tụ quá nhiều độc tố, chỉ thế thôi. Mình loại bỏ ra tại vì mới đầu khi mình mới lớn lên mình không bị nám. Mình sinh ra mình không bị nám, nhưng mà do là mình tương tác với môi trường, mình sống thế nào đấy thì tự nhiên mình mới bị nám. Đó. Thế thì đấy là những cái thông tin mà để cho mình có thể hiểu được là à, suy cho đến tận cùng để giúp được một hệ miễn dịch khỏe mạnh, các cái chu trình bên trong cơ thể mình nó phải diễn ra khỏe mạnh. Và để những cái chu trình này diễn ra thì cái chế độ dinh dưỡng của mình nó phải cân bằng và nó phải có cung cấp đầy đủ vitamin, enzyme và muối khoáng. Và đây chính là những loại thực phẩm gọi là thần thánh mà các bạn ăn. Còn người ta gọi là alkaline food, là thực phẩm có tính kiềm. Bạn nhìn vào đây này. Còn bạn nào mà muốn có cái trang này á, thì có thể chụp ảnh đi. Hoặc bạn có thể search đúng một cái chữ thôi, alkaline food trên mạng là bạn sẽ có hết tất cả. Nếu ai mà muốn giảm cân thì có thể ăn tất cả những thứ trong này ngoại trừ dưa hấu. Nhưng khi mà bạn ép nước thì bạn lại có thể cho thêm một tí dưa hấu vào để nó có độ ngọt. Nếu bạn ép nước bạn mix với một số loại như là cần tây hay là rau cải. Tất cả những thứ ở trên màn hình này là những thứ bạn phải ăn sống hoặc là ép sống nó mới có giá trị. Chứ còn nếu mà bạn mà nấu nó lên thì nó không có giá trị về mặt vitamin, enzyme và muối khoáng nữa nhé. Tiếp đến là bạn phải hiểu về tầm quan trọng của giấc ngủ. Bất kể một cái triệu chứng nào mà bạn không ngủ được, nó đều dẫn đến một hệ miễn dịch suy yếu và dẫn đến rất nhiều những cái bệnh mãn tính. Giấc ngủ của chúng ta sẽ giúp loại bỏ độc tố ra khỏi cơ thể và đặc biệt là não bộ. Và những cái lúc ngủ thì tế bào não của chúng ta co lại so với lúc tỉnh. Và từ đó mà cái quá trình làm sạch nó diễn ra dễ dàng hơn. Cho nên lúc ngủ chính là lúc mà đào thải độc tố rất là tốt. Và dịch não tăng lên đáng kể trong lúc ngủ sẽ giúp xả ra những cái chất thải ra khỏi những cái cơ, những cái là khỏi những tế bào não. Và để tăng cường được sức đề kháng. Tóm lại là sức đề kháng là gì? Là cái việc cơ thể của chúng ta đang chống chọi lại với những cái tác nhân bên ngoài. Không những chỉ tác nhân bên ngoài mà chính cái quá trình mà diễn ra bên trong cơ thể của chúng ta, sinh hoạt cũng đã tạo ra những độc tố rồi và cơ thể chúng ta cần phải loại bỏ những thứ đấy ra. Thế thì mình phải tạo điều kiện cho nó loại bỏ những thứ đấy ra. Chỉ thế thôi. Đưa vào những thứ nó cần và giúp nó loại bỏ những thứ mà gây hại ra. Tiếp. Mình phải hiểu được mình ngủ như thế nào. Nói chung từ bạn sẽ cần phải ngủ bắt đầu từ khoảng 10 giờ tối là bạn bắt đầu phải đi ngủ rồi. Cái khoảng thời gian quan trọng nhất là từ 10 giờ tối mà đến khoảng 5 giờ sáng là thời gian quan trọng nhất. Vì đến 5 giờ sáng đến 7 giờ sáng là thời gian thải độc của ruột rồi. Cho nên lúc này bạn đi tiêu ấy, tức là đi ị ấy là tốt nhất. Còn lúc 7 đến 9 giờ sáng là giờ bạn ăn là tốt nhất. Chứ ai mà để ăn sáng mà sau 9 giờ thì rất là tối kỵ luôn, bởi vì lúc đấy cơ thể của mình hấp thụ tốt nhất là trong khoảng thời gian 7 đến 9 giờ sáng. Đó, thế còn nhá, mình phải để ý được tất cả những cái thời gian này để khi mà mình đi vào giấc ngủ thì mình có cái ý thức để mình ngủ sớm và dậy sớm. Rồi. Anna là bao giờ cũng yêu cầu các bạn ăn cách cái lúc bạn đi ngủ ít nhất 4 tiếng. Và mình hiểu được vai trò của việc làm sạch. Bạn để ý này, cái độc tố nó đến từ nguồn nước, từ thực phẩm, từ môi trường, từ hóa mỹ phẩm, từ cái sữa rửa mặt mà các bạn dùng nếu đấy là hóa mỹ phẩm, từ nước rửa chén, từ nước rau nhà, từ tất cả mọi thứ, từ căng thẳng stress. Nó tạo ra rất nhiều những cái độc tố và nó sẽ làm cho chúng ta này bị dị ứng và hen suyễn, bị Parkinson, bị ung thư, bị đau nhức, bị vấn đề về sinh sản, dị tật bẩm sinh, rồi bị tiểu đường, rồi bị gút, bị Alzheimer, rồi bị béo phì. Thực ra dư cân, đặc biệt là ai mà gầy gầy mà cái bụng to to là bạn biết rồi đấy, tích tụ độc tố toàn bộ luôn. Cho nên là chị Hải Vân có một khách hàng mà sau có 15 ngày mà anh ấy giảm được 4 cân và cái bụng của anh ấy nhỏ hẳn đi, là anh này là anh ấy tích tụ quá nhiều độc tố, cho nên khi mà sử dụng những sản phẩm do chị Hải Vân cung cấp ấy thì nó xả hết tất cả những độc tố ra. Và những cái bệnh của độc tố nó còn gây nên cả trầm cảm này, tắc nghẽn xoang này, vấn đề của hô hấp này, hơi thở có mùi hôi này, bị bệnh trĩ này, rồi nhức đầu, rồi mệt mỏi, rồi khó ngủ, về vấn đề về da, tức là bị nám, rồi bị nhầu nhĩ cái mặt của mình đó, đầy hơi khó tiêu, tất cả mọi thứ. Và để mà mình hạn chế được thì riêng về ăn uống là nước rau xanh, quả mọng, vui vẻ, alkaline food, bỏ hết tất cả những đồ uống này và những cái suy nghĩ bực bội khó chịu đi. Và đồng thời á, do là Việt Nam chúng ta các bạn ạ, Việt Nam chúng ta đang sống trong ở một cái môi trường mà quá là nhiều cặn bã và độc tố. Quá nhiều luôn, quá ô nhiễm. Cho nên nếu bạn chỉ sử dụng những cái thứ thông thường này thì nó không thể đủ sức để loại bỏ nó ra bên ngoài được.
Cho nên bạn phải giống như kiểu có những cái sản phẩm như là một cái bơm ấy, thực sự như là một cái bơm để bơm những cái loại cặn bã này ra, thì tự động mình sẽ trẻ, sẽ khỏe. Cho nên bạn sẽ thấy rằng giảm cân hay trị nám hay là gút, khi mà vào tay Anna thì số 1 đều là loại bỏ cặn bã và độc tố. Luôn luôn phải sử dụng những sản phẩm để loại bỏ cặn bã và độc tố. Và tôi nghiên cứu cái này đúng 11 năm nay rồi. Đúng 11 năm nay rồi. Và thực sự mà khi gặp được những cái sản phẩm từ của Sibri á, là tôi cực kỳ thích. Đầu tiên năm 2015 là tôi di chuyển từ Hà Nội vào Sài Gòn, vì lúc đấy có một cái viện quốc tế ai để tốc ra đời. Họ nhập máy móc thiết bị độc quyền từ Mỹ và Canada về đến Việt Nam. Và họ có các đội ngũ bác sĩ và y tá để đưa nước vào đại tràng, làm sạch đại tràng một cách trực tiếp. Và tôi đã là người chứng kiến trong vòng 45 phút mà thanh lọc đại tràng đấy, thì cái cặn nó đi ra như thế nào, vô cùng khủng khiếp. Ai thấy một lần là ám ảnh trọn đời, là trọn kiếp luôn á. Và bạn biết không, cái cặn đấy á, là sau này trên Amazon nó bán rất nhiều những cái loại kit để về mình tự làm. Nhưng mà khi mình tự làm là mình không có cái tính chất y khoa, cho nên là khi mình tự làm như vậy là cái cơ vòng hậu môn của mình rất dễ bị hỏng và bị sa trễ. Và đấy có lẽ là cái thứ nguy hiểm nhất đến sức khỏe của chúng ta. Ai mà đã bị những cái bệnh như là giò phân ý, các bạn mới cảm thấy là nó đau khổ thế nào. Khi mà lúc nào mình cũng có phân lòi ra ngoài thì các bạn cứ thấy như thế thì nó đau đớn cỡ nào. Cho nên là không phải cái biện pháp nào mình cũng có thể làm được. Nhưng có những cái thứ phải là y khoa, và có những cái thứ là mình tự làm được. Đó. Sau này tôi đã tự mở công ty, và khi mở công ty tôi bắt đầu thanh lọc bằng các loại rau củ quả, tạo ra những cái công thức nước ép độc quyền để mà thanh lọc cho khách hàng. Nhưng nó vẫn là thanh lọc phần thô là chủ yếu. Khách hàng của tôi vẫn trẻ khỏe đẹp da, nhưng mà mình rất khó để mà mình mang theo người. Nó hơi bị thiếu linh hoạt một tí, và nó phụ thuộc rất nhiều vào cái nguồn rau củ quả phải là nguồn sạch và organic. Mà tôi bị một vấn nạn là tôi không thể tìm được những cái nguồn sạch mà trên diện rộng. Ví dụ như là chúng ta mua ở trong siêu thị thì trong siêu thị cũng không thể nào mà sạch bằng những cái thứ mà từ vườn người ta hái, người ta chuyển đến cho mình. Hai cái đấy là nó khác hoàn toàn nhau. Và ở Việt Nam mình thì rất là hiếm những cái nguồn nguyên liệu như vậy. Và cái điều đấy mà làm cho tôi là tôi rất là canh cánh trong lòng một mối là làm thế nào để tìm ra được những cái sản phẩm giúp loại bỏ toàn bộ những cái độc tố ra khỏi cơ thể. Thì người ta sẽ không bị gút nữa, người ta sẽ không bị tiểu đường, người ta sẽ không bị béo phì, người ta sẽ không bị nám, người ta sẽ cân nặng của người ta sẽ giảm đi, bụng người ta sẽ thon gọn. Và đặc biệt là sức đề kháng người ta cũng được cải thiện lên. Cho nên là mấu chốt ở đây là gì? Nếu mấu chốt là những cái thứ các bạn quan tâm thì đầu tiên các bạn phải tìm cách các bạn thải độc ra. Và ở Siberia thì là một cái vùng nguyên liệu mà cực chuẩn. Với một cái vùng nguyên liệu này thì các bạn hoàn toàn có thể an tâm, và một lát nữa thì Anna sẽ giới thiệu với các bạn. Vì tôi nghiên cứu lâu năm rồi. Cho nên là để tìm ra được một cái dòng sản phẩm như vậy thì đối với mình nó là một báu vật để mình có thể dùng cái đấy mà mình chăm sóc sức khỏe cho những người mà tin tưởng đồng hành cùng mình. Đó. Và rồi thì sau khi như thế bắt đầu mình bổ sung thêm những cái dưỡng chất vào. Ai mà bị nám, bắt đầu mình bổ sung những dưỡng chất liên quan đến nội tiết tố, đến nội tiết tố, và để trẻ hóa. Và những thứ hay bị thiếu hụt của nữ dẫn đến nám như là canxi. Ai mà bị gút thì bắt đầu mình bổ sung thêm những cái dưỡng chất của hệ cơ xương khớp. Ai mà muốn giảm cân, bắt đầu mình giúp người ta điều chỉnh chế độ ăn, bổ sung thêm protein cho người ta thay thế bữa ăn và hướng dẫn người ta ăn đầy đủ hơn. Đó. Thì đấy chính là những cái thứ mà mình sẽ làm, và tương tự với những loại bệnh khác nữa. Rồi, trong khi các bạn mình đang nói thì có một bạn có hỏi là mụn lưng có phải là bị độc tố tích tụ không? Thì Anna giải thích luôn. Trong cơ thể của chúng ta, độc tố có thể tích tụ ở mọi nơi, và đúng như bạn nói, da là một trong những cơ quan tích tụ độc tố. Trong quá trình mà đào thải độc tố, thì nếu độc tố của bạn tích tụ nhiều ở trong hệ tiêu hóa thì bạn sẽ đi tiêu, cụ thể là đi ị nhiều lần. Tại vì cái đại tràng của chúng ta nó hình chữ U và nó là chữ U ngược. Nó có một cái đoạn nằm ngang thế này này, không có một cái gì có thể làm sạch chủ động được hết. Cho nên bây giờ ung thư đại tràng rất là nhiều là vì như thế. Thì đấy là một loại tích tụ, là tích tụ độc tố ở trong cái đường ruột. Loại số 2 là tích tụ độc tố ở trong hệ hô hấp. Thì trong quá trình thải độc bạn sẽ ho, bạn sẽ tiết nhiều dịch nhầy hơn để nó bắt đầu nó tiêu những cái độc tố và những cái loại cặn bã đấy. Loại số 3 là tích tụ dưới da. Bản thân Anna là một dạng bị tích tụ độc tố dưới da. Trong quá trình thải độc thì do từ xưa đến nay tôi bị dị ứng rất nhiều, và cho nên là dưới da mặt và dưới da tay ý, người toàn thân nó đều có rất nhiều độc tố, và tôi bị ngứa ngáy. Tôi sống bao nhiêu năm mà tôi ngứa ngáy từng đấy năm.
Ngày xưa hả, lúc nào hoa chân tôi cũng đầy hoa hết á. Xong đến khi lớn lên, khi tôi mang bầu, mang thai, nó cũng cứ đầy hoa như vậy á. Và thực sự thì tôi vẫn đi tìm cho mình một giải pháp, nên tôi ăn gần như ăn rất nhiều thực vật, bỏ bớt động vật đi để cho tránh những cái phản ứng dị ứng, để mình không bị ngứa ngáy. Nhưng mà cho đến khi tôi gặp Siri, và tôi dùng Siri được 7 tháng thì tôi bắt đầu hết ngứa ngáy. Chứ không á, là nãy giờ ngồi nói chuyện với các bạn là tôi đã gãi sột soạt rồi. Đấy là tôi bị như thế. Thế thì khi mình bị tích tụ độc tố dưới da thì sẽ có người là bị mụn ở lưng này, tại vì là cái lỗ chân lông nó bị bít không ra được, và nó còn bị viêm lỗ chân lông nữa. Thì lúc đấy bạn lại còn phải có sử dụng những cái sản phẩm mà tẩy tế bào chết toàn thân và nhẹ nhàng, và sử dụng thêm một số, đổi cả những cái loại gọi là sữa tắm của bạn cũng phải đổi đi. Và mặt rồi không phải chỉ là mụn đâu, mà còn có cả những cái ngứa ngáy, nó đều là tích tụ độc tố dưới da. Và phụ nữ đàn ông thì có những cơ quan nào yếu thì độc tố sẽ tích tụ. Ví dụ như ở phụ nữ mình, cái cơ quan yếu nhất là tử cung của chúng ta, vì nó thông với bên ngoài cho nên nó yếu. Và độc tố tích tụ cho nên là ở phụ nữ ung thư tử cung, cổ tử cung, rồi phần phụ là rất nhiều. Ung thư vú cũng vậy, cũng là một thứ liên quan đến phụ nữ. Số 2, ở đàn ông thì cái cơ quan yếu là thận, là gan và cơ quan sinh sản. Cho nên ở đàn ông tỷ lệ ung thư cái tuyến tiền liệt rất là nhiều. Là độc tố cứ tích tụ ở đâu nó sẽ gây ra bệnh ở đấy. Việc của mình là đào thải nó đi. Rồi, có chị Hà có hỏi là có khách dùng bộ ba và bị mụn thì có nên dùng không? Thì Anna nói rằng là đấy là một may mắn của chúng ta khi có sản phẩm và làm cho những cái thứ cặn bã đấy nó được ra bên ngoài. Tại vì nếu với cái mật độ độc tố như hiện nay mà cái cơ quan yếu của bạn là làn da, thì lúc đấy rất dễ những nguy cơ bị ung thư da. Bây giờ nó có ti tỉ những thứ mà mình không thể hình dung ra được. Và khi giai đoạn cuối rồi thì mình mới phát hiện ra cơ, chứ nó không phát hiện ra ở những giai đoạn đầu. Và bản thân Anna ấy, thực sự là cái lúc mà dùng được khoảng sau 2 tháng, bắt đầu mình có cái hiện tượng thải độc rất là mạnh. Và nó khó chịu trong vòng 3 tuần. Nó rất khó chịu, lúc nào nó cũng ngứa như kiểu ngồi trên đống lửa các bạn ạ. Nó ngứa như ngồi trên đống lửa, và cả người mình nó ở trong trạng thái là mẩn ngứa, rất là ngứa luôn. Và việc của mình là tin tưởng dùng. Cho nên là tất cả những ai mà có độc tố mà tích tụ dưới da thì các bạn cứ kết nối với Anna. Bởi vì Anna cho rằng là Anna còn giữ lại những cái hình mà cái chân Anna nó bị mẩn lên rất là khủng khiếp. Tôi không còn muốn ai sờ vào người tôi nữa. Nhưng bạn biết không, sau 3 tuần đấy thì bắt đầu cơ thể của mình hồi phục. Và bây giờ là lần đầu tiên trong cuộc đời mà tôi được trải nghiệm cái cảm giác là một người ngồi bình thường mà không ngứa ngáy là như thế nào. Còn trước đây là tôi cứ gãi liên tục. Mẹ tôi toàn nói với tôi là những cái sẹo của con, những cái thâm của con ấy hả, 10 năm, 20 năm nó cũng không hết được. Và bạn thấy không, bây giờ mặt mũi của tôi là trộm vía lắm. Nói chung là bán hàng ngon đó, giao diện chuẩn, là bởi vì là mình đã một lần cho phép cơ thể mình được quét hết tất cả rác ra khỏi bên ngoài. Đó, thì bạn nào mà bị như vậy thì cứ bình tĩnh, đấy là một may mắn của chúng ta, còn hơn là rác ở trong nhà mình. Mình lại để trong nhà mình thì không bao giờ mình dọn sạch được. Đầu tiên là phải dọn hết nó ra, xong mới xử lý được. Thế rồi, có người bảo là viêm da cơ địa. Viêm da cơ địa là gì? Là như thế này. Hoặc là cái gan của bạn nó yếu từ bé, cho nên là cứ bị kích thích vào là nó bị viêm. Số 2 là gì? Là cơ thể của mình rất là mẫn cảm. Và như Anna nói, cái da của bạn là cái cơ quan bị yếu, thì bao nhiêu cặn bã độc tố nó tích tụ hết ở đấy. Cho nên tại sao là viêm da cơ địa ở đây cũng cho dùng những cái sản phẩm đào thải độc tố. Bởi vì độc tố nó có 3 cái cấp độ đào thải. Phần thô là ở đại tràng, xả ra hết cái bãi rác của chúng ta. Ở đây những bạn nào mà nhất là ở miền biển này, các bạn chỉ cần để những cái gọi là những cái xác của những cái con dư thừa mà bạn ăn á, vỏ viết bạn để 3 ngày, bạn mở ra xem ngao sò ốc khế, bạn xem nó bốc mùi thối như thế nào. Thì trong bên trong đại tràng của mình nó cũng có một bãi rác bẩn y chang như thế. Và nó có một cái người ta gọi là cân bằng nội sinh thái. Có nghĩa là gì? Có nghĩa là mình sống ở thành phố nào, mình thấy ở thành phố đấy có một cái bãi rác rất bẩn, có một dòng sông rất bẩn, có một cái con đường rất bẩn, có một cái chỗ nào đấy rất hôi thối, thì trong cơ thể của mình cũng có cái chỗ y chang như thế. Và đấy là mình phải đào thải cái phần bãi rác đấy là phần thô. Thứ hai là đào thải ở mức độ các hệ cơ quan. Các hệ cơ quan thải độc của mình, số 1 là gan, tiếp theo là thận, là phổi, là da, là đại tràng. Đó, thì đấy cũng là những cơ quan thải độc. Và rồi mình cũng phải cung cấp dưỡng chất cho những cơ quan này, nó phải thực hiện được đúng chức năng, nó phải khỏe, nó phải có thức ăn, phải cho nó ăn những thứ thức ăn mà nó cần chứ không phải những thứ mà mình cần. Nó cần vitamin, enzyme và muối khoáng, nó không cần những thứ mà ngon miệng và nhiều những cái gia vị chế biến như là mình hay ăn. Tôi đả đảo cực kỳ cái vụ mà ăn bánh tráng mà
bánh tráng gì nhỉ, trộn mà muối muối hoặc gì đấy đấy. Tức là mấy cái thứ đấy là những cái gia vị đấy, những gia vị mình thích, chứ không phải là cao cơ thể mình cần. Cái cấp độ số 3 là cấp độ đào thải độc tố ở cấp độ các cái tế bào. Và theo các bạn, độc tố tích tụ ở đâu nhiều nhất? Một là đại tràng, hai là các hệ cơ quan và ba ở các tế bào. Ai cho rằng là độc tố tích tụ nhiều nhất là ở đại tràng, là cái chỗ chứa phân thì mình giơ ngón tay cái. À, cảm ơn các bạn. Ai cho rằng là độc tố được tích tụ ở các hệ cơ quan á thì mình giơ ngón tay cái. Ồ, cảm ơn các bạn. Ai cho rằng độc tố được tích tụ nhiều nhất ở trong các tế bào thì giơ ngón tay cái. Ê, đừng có nói bà Ngô Bích Hà, bà giơ cả ba ngón tay cái trong cả ba trường hợp luôn. À, các bạn biết không, các nhà khoa học tụi mình á thì đầu tiên là nghĩ là sao, nghĩ là mình nghĩ là độc tố tích tụ nhiều ở trong đại tràng. Nhưng mà các nhà khoa học đã phát hiện ra rằng là sorry nha các bạn, không có xem màn hình nha. Ok, là độc tố của mình là tích tụ ở chỗ nào, là tích tụ 80% là ở giữa các tế bào và bên trong các tế bào. Độc tố tích tụ ở khoảng không gian giữa các tế bào và bên trong các tế bào. Vì thế cho nên rằng là chúng ta sẽ có cái gì ạ? Là chúng ta sẽ có tới là 40.000 tỷ tế bào. Thì với 40.000 tỷ tế bào đấy thì độc tố tích tụ ở bên trong này rất là nhiều. Thế thì vì thế cho nên là cái cấp độ mà thải độc á, mà quan trọng nhất là cấp độ thải độc ở các tế bào. Và ở Siberia là cái sản phẩm mà một lát nữa Anna giới thiệu với các bạn, thì nó sẽ có cái thì nó sẽ có cái gì ạ? Nó sẽ có cái là những cái sản phẩm để đào thải độc tố. Ví dụ như bộ ba thanh lọc là nó có cái sản phẩm đào thải độc tố ở khoảng không gian bên trong cái tế bào. Nó sẽ có những công thức đào thải độc tố ở giữa các tế bào. Nó có cả công thức để đào thải độc tố là formula 4 là trong nhân tế bào. Rồi từ đấy nó bắt đầu mới loại ra khỏi tế bào. Và sau khi loại ra khỏi tế bào rồi, bắt đầu theo hệ bạch huyết, mình có những sản phẩm như là Shopben để làm sạch cái hệ bạch huyết đấy, đưa tất cả những cái độc tố về đại tràng và thải ra ngoài qua đường mồ hôi, nước tiểu này nọ kia khác. Và từ ở các hệ cơ quan thì mình lại có những cái sản phẩm để cân bằng lại hoạt động của các hệ cơ quan. Từ đó các hệ cơ quan có đầy đủ dưỡng chất để mà cân bằng và đào thải độc tố rồi mới thải ra ngoài. Đó, nó phải có từng bước một. Và vì vậy cho nên rằng là rất là hiếm những cái sản phẩm nào có thể đào thải được ở cái cấp độ tế bào như thế mà ở đây chúng ta có. Và ngay cả cặn bã cũng vậy, ngay cả các cái vi sinh vật nó đều được tính là những cái dị vật. Cho nên việc của chúng ta chỉ cần chúng ta làm cung cấp những cái chất thải, những cái chất gọi là thải độc được ra, nó đã rất là tốt rồi. Sau đấy mình sẽ tiếp tục mình bổ sung thêm cả những cái thứ khác. À, ok. Rồi, tiếp. Mình chia sẻ tiếp nhá. Rồi đây, Anna xin nói về những cái sản phẩm tăng sức đề kháng cực mạnh. Ví dụ như là bây giờ chúng ta sẽ nói đến là một cái vùng đất mà có những cái sản phẩm này là phải là vùng đất như thế nào. Thì Anna xin giới thiệu với các bạn một cái sản phẩm mà Anna tìm trong suốt 11 năm mới có được. Và sau khi tìm thì tôi sẵn sàng tôi đóng cửa cái công ty của tôi. Bởi vì tôi phát hiện ra đây là một cái sản phẩm rất tốt và mình lại rất là mong muốn mang được những sản phẩm tốt đến với cộng đồng. Thì Anna xin mời các bạn xem một cái đoạn video để bạn có thể biết được là như thế nào là cái vùng nguyên liệu mà số 1 ở trên thế giới và không thể có được một vùng nguyên liệu khác. Thì bây giờ để các bạn xem với Anna một cái đoạn video dài khoảng 4 phút mấy nhá, để các bạn có được cái hình dung. Và mời các bạn xem video ạ. Siberia. Có thể mỗi chúng ta đều đã từng được nghe về từ này. Ở bất kỳ quốc gia nào, có thể mọi người đều biết về từ này. Nhưng bạn còn biết điều gì nữa về vùng đất này không? Ngoại trừ sự xa xôi và ở đó khí hậu cực kỳ giá lạnh. Chúng ta hãy cùng bắt đầu khám phá. Siberia, đó là một vùng lãnh thổ rộng lớn. Siberia rộng lớn hơn cả châu Âu, Trung Quốc, Mỹ, Úc hoặc Nam Mỹ. Ở nơi đây, bạn sẽ được chiêm ngưỡng rừng taiga, khu rừng lớn nhất trên hành tinh. Được chạm tay vào mặt nước hồ Baikal, hồ sâu nhất trên thế giới. Và bạn
bạn sẽ tìm thấy 4 trong số 10 con sông lớn nhất trên thế giới. Đó là sông Yenisei, sông Ob, sông Lena và sông Amur. Chính nơi đây, tại Siberia, là nơi tập trung 30% trữ lượng nước ngọt của hành tinh chúng ta. Bây giờ chúng ta hãy cùng di chuyển lên thượng nguồn sông Lena, một trong những con sông vĩ đại của Siberia, và có mặt tại Yakutsk. Không gian bao la này làm sửng sốt biết bao du khách bằng vẻ đẹp lạnh giá và sơ khai của mình. Không đơn giản để có thể đặt chân đến đây. Nhưng chính tại đây, chúng ta mới có cơ hội chứng kiến một Siberia thực sự hoang dã. Có mặt tại điểm lạnh nhất của Bắc Bán Cầu, tại Omiakon, nơi đây nhiệt độ mùa đông lạnh đến âm 70 độ C. Tận mắt chứng kiến những vách đá sông Lena. Đây là khu bảo tồn thiên nhiên trong danh sách di sản thế giới của UNESCO, với dải vách đá thẳng đứng dài hơn 40 km. Chúng trải dài theo hữu ngạn của sông Lena. Hoặc xả nước trên sa mạc giữa rừng Taiga Yakutsk. Đó là những cồn cát thiên nhiên độc đáo có tên gọi Tukulan. Bãi cát trải dài hàng chục km trên các đỉnh núi. Cát lại xuất hiện ở đây, tại Siberia, không có câu trả lời chính xác cho câu hỏi này. Phần lớn thời gian trong năm ở đây rất lạnh và bị tuyết bao phủ. Vào mùa đông, cột nhiệt kế có thể dễ dàng đạt mốc âm 50 độ C, còn lớp tuyết thì dày hàng mét. Tuy vậy, vào tháng 7, chúng ta vẫn có thể tìm thấy tuyết. Khí hậu khắc nghiệt ở những vùng đất này đã giúp gìn giữ vẻ đẹp nguyên thủy của thiên nhiên hoang dã và bảo vệ chúng không bị các ngành công nghiệp xâm chiếm. Và có mặt nơi đây, chúng ta sẽ được chứng kiến những điều thực sự kỳ diệu. Mùa hè ở Siberia. Rất ngắn, chỉ 3 tháng, đây là thời gian để cho thiên nhiên hồi sinh. Hàng nghìn loài thảo mộc khác nhau đang cố gắng để kịp đâm chồi ra hoa và để lại hạt của mình. Nếu như mùa đông mang đến cho chúng ta phong cảnh tuyết trắng bao la, thì mùa hè, mặt đất lại được che phủ bởi vô số các loài hoa của thảo mộc Siberia. Nhưng mùa hè ngắn ngủi ở Siberia cũng là một thử nghiệm khắc nghiệt. Trong điều kiện khí hậu lục địa thay đổi đột ngột của Siberia, nhiệt độ mùa hè cũng có thể dễ dàng đạt tới dương 40 độ C. Bạn hãy thử hình dung xem, tồn tại trong khí hậu khắc nghiệt và ở điều kiện chênh lệch nhiệt độ thường xuyên. Mùa đông âm 60 độ, mùa hè dương 40 độ. Bạn có thể tồn tại được không? Nhưng thảo mộc thì có thể. Thảo mộc Siberia, đó là nguồn tài nguyên chủ yếu của Siberia. Vâng, và có lẽ là của toàn hành tinh. Trên thế giới, ngày càng ít đi những địa danh nơi có thể bắt gặp số lượng khổng lồ các loài thảo dược mọc hoang dã như ở đây. Ngoài những vách núi đá sông Lena, ở Siberia, dưới sự bảo vệ của UNESCO, còn có 6 công trình của thiên nhiên sơ khai có giá trị quốc tế. Núi lửa Kamchatka, đảo Vrangel, cao nguyên Putorana, hồ Baikal huyền thoại. Đó là những thảo nguyên và hồ thuộc thung lũng Upsulu và những ngọn núi vàng Altai. Núi Altai. Mỗi khúc quanh trên núi đều có thể là. Và đây chính là cái vùng nguyên liệu mà Anna đang nói tới đấy ạ. Và chính tại cái vùng nguyên liệu này mà tạo ra được tất cả những cái sản phẩm về nổi bật nhất của Siberia là theo cái nguyên tắc là thanh lọc năng lượng cân bằng, là mình đào thải độc tố ra trước để tạo cho cơ thể của chúng ta một cái nền tảng khỏe khoắn này, và tránh được những nguy cơ mà gây bệnh. Sau đó rồi mình bắt đầu bổ sung thêm năng lượng và cuối cùng giúp cơ thể cân bằng lại. Thì bạn biết đấy, trong cái xã hội hiện đại ngày nay mà có những bệnh mà bác sĩ không thể có cách nào để giải quyết được, chỉ cho thuốc để mà giúp cho bệnh nhân có thể là thoải mái hơn, ví dụ như trầm cảm.
trầm cảm là một cái bệnh mà đến bây giờ người ta vẫn chỉ bảo rằng là do cái thứ này thứ kia làm cho người ta trầm cảm. Thế thì Anna đã tìm hiểu khá là kỹ về trầm cảm, thì trầm cảm có 3 giai đoạn. Trong đó nếu mà đến giai đoạn 3 rồi thì gần như mình khó cứu lắm. Nhưng nếu đang ở giai đoạn 1 và giai đoạn 2 thì mình có thể kết hợp giữa cái việc là để cho bạn một cái môi trường tích cực, nhiều người tích cực, cả ngày cho bạn đọc những cái thông tin tích cực, xem những thông tin tích, những cái hình ảnh tích cực, những bộ phim về truyền động lực, kiếm cho bạn một cái gì đấy để vui vẻ và có thêm những cái sản phẩm để bổ sung hoạt động của não bộ này, để giúp giải phóng những tất cả những cái căng thẳng stress ra, thì tự động là cái triệu chứng đấy nó sẽ được giải tỏa dần dần. Đó. Thế thì đôi khi chúng ta nắm bắt được, chỉ cần nắm bắt được cái quy luật thôi, thì tự động là bản thân chúng ta sẽ là những cái người chăm sóc sức khỏe cho mình một cách tốt nhất. Thế thì chính những cái vùng nguyên liệu này nó tạo ra những cái sản phẩm mà bây giờ Anna nói với các bạn, là đầu tiên là mình muốn nói đến cái sản phẩm này đã có mặt được ở 24 năm rồi, phát triển thành công, và nó công ty này thì có 250 sản phẩm và đang có mặt ở 26 quốc gia cơ. Và những cái dòng tăng sức đề kháng cho trẻ em, con em chúng ta này, mình rất mà mong muốn được hỗ trợ để mà bảo vệ cho con. Thế thì đây là hai sản phẩm, một sản phẩm là tăng sức đề kháng và một sản phẩm là tăng cường hoạt động não bộ. Thì tổng hai sản phẩm này nó đâu rơi vào khoảng quãng chừng 385.000, mà các con ăn được rất là lâu. Có những đứa ăn 2 tháng nó còn chưa hết một cái combo này cơ. Nhưng mà lúc đấy thì trẻ được bảo vệ này, được cung cấp những cái dưỡng chất và tất cả nguyên liệu đều đến từ thực vật và đến từ cái thảo dược của vùng Siberia, thảo dược hoang dã. Nữa là chúng ta có một cái mà vừa thải độc vừa tăng sức đề kháng cho cơ thể, đó là công thức Formula 4. Đây là một cái công thức mà giúp cho người ta có thể thải độc rất là mạnh mẽ, thải độc ở cấp độ nhân tế bào nhá. Và với cái công thức mà thải độc ở cấp độ nhân tế bào này này, thì nó còn giúp cho mình thải độc cồn này, bị giải độc cồn bạn có thể cảm nhận được ngay sau vài tiếng uống này, thải độc từ những cái độc tố do ngộ độc thực phẩm này, bạn uống khoảng 10 viên này thì bạn sẽ hết đau bụng luôn trong vòng 3 tiếng là bạn có thể cảm nhận được ngay. Và thải độc rất là cần thiết trong cái việc mà đúng lại bây giờ có Covid, đi ra mà gặp ai mà cảm giác rằng là thiếu an toàn, bạn về bạn uống ngay 10 viên, hoặc lúc cơ thể mà bạn mà đang ngầy ngật ấy, thì bạn phải uống ngay. Thế thì ngay ở cái chỗ này thì Anna xin chia sẻ với bạn cái đặc điểm của virus Covid. Thế thì về cái mặt năng lượng á, thì cơ thể chúng ta sẽ có những cái trường năng lượng sau. Máu gọi là huyết, tức là huyết này, khí này, điện và thể sáng. Thế nghe cái này thì ai mà chưa nghiên cứu á, thì sẽ không hiểu. Nhưng virus corona nó là thuộc cái điện, vì là điện cho nên nó truyền rất là mạnh. Thế nhưng cũng bởi vì chính là điện cho nên mình cũng có cách. Ví dụ như là khi mà virus chưa xâm nhập vào sâu mà mới ở phần biểu, tức là phần bên ngoài, thì mình sẽ sử dụng rất tốt cái biện pháp sông. Biện pháp sông. Và trong cái biện pháp sông đấy thì mình mua các loại lá tươi để mình về mình sông. Và nước mà 100 độ ấy thì mình chưa thể nào mà mình cho cả cúi cả cái mặt mình vào đâu nhá. Mà mình phải để bao giờ mà nhiệt độ nó khoảng, mình vẫn cứ xông lên nhẹ nhẹ, nhưng khi nhiệt độ nó khoảng 60 độ C thì mình bắt đầu chùm kín để cho nó xông. Và khi mà xông như vậy nó rất dễ dàng để có thể tiêu diệt được những cái loại virus vi khuẩn thể điện như thế. Và trong quá trình đấy mình mà bổ sung thêm những cái loại dưỡng chất, những cái chất mà phòng chống, ví dụ như là loại bỏ độc tố như là Formula 4 và một số những cái loại tăng sức đề kháng, thì thực sự là mình sẽ vô cùng dễ dàng để mà có thể chống chọi lại được. Tại vì suy đến tận cùng, khi mà trong một đống ông nằm bệnh ra ở đấy á, thì mình mà có cách làm thế nào để bảo vệ cơ thể mình thì nó sẽ tốt hơn rất nhiều so với việc là mình phó mặc hết cho bác sĩ. Bởi vì bác sĩ bây giờ cũng quá tải rồi, bác sĩ bây giờ cũng chẳng biết là cứu ai và cứu ai trước, cứu ai ai sau. Cho nên là mình là phải cứu mình trước. Mình phải trang bị cho mình, trang bị cho người thân của mình, trang bị cho hàng xóm của mình, trang bị cho bạn bè của mình trước. Đó. Thế Anna sẽ nói tiếp. Anna thấy có một câu hỏi, lát Anna sẽ trả lời nhé. Rồi mình có một cái là CoreN, là kích hoạt và tăng cường cái hệ miễn dịch một cách khẩn cấp. Một cách khẩn cấp nha các bạn nhé. Đây là dạng nước và một lọ này nó chỉ có 250.000 thôi. Nhưng mà khẩn cấp đến mức độ thế này này, nếu bạn đang bị cảm cúm mà bạn uống khoảng 1/4 cái lọ này này, tính ra cứ cho là bạn uống hết 80.000 tiền sản phẩm đi, đúng không? Thì sau khoảng 3 tiếng là bạn cầm luôn cơn hắt hơi sổ mũi. Thì bạn biết là nó tăng cường một cách khẩn cấp cỡ nào. Và trong cái mùa dịch này thì bất kể một ai cũng cần phải có một cái lọ này. Bất kể một lúc nào mình cảm thấy là thiếu an toàn là Anna uống ngay lập tức. Và nó còn làm cho mình là giảm mệt mỏi và tăng tốc cái quá trình hồi phục và nạp năng lượng cho tế bào. Và đây chính là những cái loại mà gọi là rau
những cái loại mà thảo mộc thiên nhiên. Trong 2.000 loại thảo mộc ở Siberia thì những cái loại này là những cái loại thảo mộc thiên nhiên để làm ra cái sản phẩm này. Cực kỳ là giá trị ở cái sản phẩm này luôn. Mình có cả loại trà. Với một số người mà mình có thói quen uống trà thì đây là cái loại gọi là trà amin, là trà hô hấp. Và trà hô hấp này, ví dụ mình đi mình có nhiều bụi bẩn thì mình về mình chỉ cần pha vào, đây là trà túi lọc, mình pha với nước sôi thật sôi. Một túi này mình pha với 200ml nước, một hộp này là có 115.000 thôi. Và 115.000 này là nó có tận 25 gói và mình có thể uống ngay. Ai mà đang hắt hơi nhẹ mà mình chỉ có trà này trong nhà, mình uống đặc 2 gói mình pha với 200ml nước nó cũng hết. Đó. Và sau khi mà vào như vậy á thì mình có thể là mình đưa vào. À, các bạn chờ Anna một chút ạ. Các bạn chờ Anna một chút ạ. Và khi mà chúng ta đưa những cái loại trà thảo mộc này vào này thì nó rất là nhẹ nhàng và nó phù hợp với cả những người mà có cái túi tiền ít nhất và khó tính nhất thì cũng có thể bị chinh phục bởi những cái loại trà này. Và nó là gồm có ba cái loại này, là ba cái loại nguyên liệu quan trọng nhất khi mà sản xuất ra loại trà này. Mình có một cái nữa, ở đây gọi là Linfusan, là cái bao bì cũ, còn bao bì mới nó gọi là Shopben. Nó sẽ giúp làm gì ạ? Lúc nãy Anna có nói rằng là nó làm sạch cái hệ bạch huyết, là cái hệ máu trắng, là cái hệ mà di chuyển cả hệ máu đỏ, máu trắng của mình, thì nó sẽ làm sạch cái hệ máu trắng của mình. Và nó sau khi mà độc tố đã được thoát ra khỏi, đào thải ra khỏi tế bào thì nó cần phải theo cái hệ dẫn đấy để nó thải ra ngoài, để nó thải qua phân, để nó thải qua các cái cơ quan đào thải độc tố khác. Thì lúc này nhá, nó sẽ giúp đào thải những cái chất độc đấy ra khỏi thông qua cái hệ tiêu hóa. Và nó cũng cân bằng lại những cái rối loạn do chuyển hóa. Và đồng thời là nó ngăn ngừa được cả ký sinh trùng, như kiểu mấy con sán này sán kia mà bị vào cơ thể mình là nó cũng ra hết. Bởi vì khi mà cái sức đề kháng của mình bị suy giảm thì tự động lúc đấy cơ thể của mình nó sẽ rất là dễ bị tấn công bởi những cái thứ khác. Đôi khi á, như các bạn để ý là những cái bệnh nhân mà bị HIV là bệnh nhân bị suy giảm cái hệ thống miễn dịch. Thì khi mà bệnh nhân mà suy giảm hệ thống miễn dịch ấy thì họ không chết bởi vì những cái bệnh HIV đấy, vì con virus HIV, mà họ chết là bởi vì những cái bệnh khác, những cái gọi là bệnh cơ hội, gọi là bệnh thứ cấp phát sinh trong cái quá trình mà họ, cái hệ miễn dịch của họ suy giảm. Thế cho nên rằng là nếu chúng ta biết những cái sản phẩm mà vừa tốt vừa rẻ, thực sự là vừa tốt vừa rẻ bạn ạ. Cái lọ bột này này, nó là chất xơ hòa tan, và mình sẽ uống một ngày 2 lần vào buổi sáng và buổi tối trước khi đi ngủ. Nó làm một cái chất thấm hút và nó hút hết tất cả những cái tác nhân gây bệnh mà còn tồn tại ở trong hệ thống tiêu hóa của chúng ta. Và tất cả những vụ như táo bón, đầy hơi, chướng bụng là nó sẽ cho ra ngoài hết. Và đương nhiên cái việc mà một cơ thể mà càng bị căng thẳng stress này thì càng có nhiều những cái cặn cần phải được thấm hút ra. Một cơ thể mà đang cần phải tăng sức đề kháng thì càng có nhiều cái cặn để thấm hút ra. Và vì thế cho nên là nó cũng là cái làm sạch luôn cái nơi sống của cái hệ bạch huyết, là cái nơi sống của các cái bạch cầu. Vì thế cho nên nó giúp tăng cường sức đề kháng của cơ thể. Và cái này nó chia ra thành các cái loại khác nhau. Bạn có thể liên hệ với cả các tư vấn viên của Sibri để các bạn ấy tư vấn cho bạn xem là trường hợp của bạn thì nên dùng cái loại nào. Mình có luôn một cái combo tăng cường miễn dịch cho nam. Đối với các anh nam, cái cơ thể của đàn ông họ thực ra họ không khỏe như cơ thể của phụ nữ mình đâu. Họ không dai sức như phụ nữ của mình, cho nên là cái tuổi thọ của đàn ông rất là ngắn so với cả phụ nữ. Vì vậy cho nên là họ có một tổ hợp là men bóc và kẽm. Cái kẽm này không phải là chỉ đàn ông dùng nhá. Và trong những trường hợp mà mình cần tăng cường sức đề kháng thì nữ của mình cũng dùng luôn. Và men bóc với kẽm này nó sẽ làm gì? Nó sẽ giúp cho bảo vệ cả những cơ quan sinh sản của nam giới. Nó giúp bảo vệ ống sinh tinh, bảo vệ tuyến tiền liệt, bảo vệ những cái hệ mạch máu, bảo vệ cả cái hệ tiết niệu của đàn ông. Và nó cực kỳ tốt. Và khi mà những cơ quan đấy khỏe mạnh thì chắc chắn là sẽ có thêm một công dụng phụ mà ai cũng thích. Đó là các anh sẽ trên bảo gì là dưới nghe đấy. Và có chỗ đứng và cứng chỗ đó là thực sự là một trong những cái thứ mà các anh rất là quan tâm mà khó nói, các anh không bao giờ nói ra. Nhưng mà nếu mình tế nhị thì ai cũng sẽ mong muốn được cải thiện cái chất lượng cuộc sống và chất lượng cái việc quan hệ vợ chồng tốt hơn. Mình có một cái gọi là Syndrovital 5, nó hơi khó đọc một tí, nhưng mà ở đây có nghĩa là gì? Nó bảo vệ, tăng cường cái hệ miễn dịch và hồi phục cho hệ hô hấp.
giảm nhẹ những cái triệu chứng của hệ hô hấp như là viêm mũi dị ứng, viêm xoang và tăng cường hình thành các cái tế bào miễn dịch. Và đây thực sự là một sản phẩm mà luôn luôn cháy hàng trong những cái tình huống mà như là chúng ta đang có đại dịch COVID như thế này. Mình có siêu vitamin là cung cấp toàn bộ những cái vitamin khoáng chất cần thiết để nâng cao những cái năng lực hoạt động cho toàn bộ cơ thể và hỗ trợ để các cái tế bào miễn dịch của chúng ta phát triển khỏe mạnh và hỗ trợ toàn vẹn của tất cả các chức năng trong cơ thể. Anna có những cái kinh nghiệm sử dụng cái sản phẩm siêu vitamin như thế này nhá. Mình bị đau dạ dày thì lúc đấy mình là chuyên gia dinh dưỡng mà, mình không muốn đi uống thuốc dạ dày nhưng mà mình vẫn đi khám bệnh, mình vẫn mang về một đống thuốc. Mình không uống, thế là mọi người bảo mình là thôi bây giờ em trải nghiệm sản phẩm siêu vitamin này đi. Thì mình miễn cưỡng mình trải nghiệm, mình bảo nhưng mà em bị đau dạ dày thì người ta bảo cứ uống đi. Thế là mình cũng tặc lưỡi mình uống, và khi mình uống như vậy là lúc đấy là mình định là mình trải nghiệm để mình kinh doanh chứ không phải để chữa dạ dày. Thế thì cái lúc đấy là mình uống xong thì có bạn biết không, vì mình bị đau khoảng 20 ngày thì mình uống có 4 ngày thôi là hết đau dạ dày rồi. Đúng là nói ở đây là có trời đất, mình vô cùng ngạc nhiên với cái kết quả đấy. Và lúc đấy mình chỉ còn bụng, mình chỉ còn tức tức thôi, và sau 7 ngày thì mình hết hoàn toàn luôn. Thế có một số bạn bị rối loạn kinh nguyệt thì uống siêu vitamin thì lại điều hòa được kinh nguyệt, giảm được đau bụng kinh. Có một số bạn thì bị giống như kiểu bị đại tràng, dùng siêu vitamin cũng bảo là thấy đỡ. Thế thì lý do là gì? Lý do là đơn giản mình đưa vào cơ thể những cái hoạt chất mà cơ thể cần. Và siêu vitamin là một trong những cái công thức đắt nhất. Một hộp của nó 30 túi và có giá là khoảng 1.265.000. Tính ra nó sẽ vào khoảng khoảng chừng 40.000 một cái bữa ăn như vậy. Và nó quá xứng đáng. Và bây giờ nó là một vật bất ly thân của Anna. Lúc nào trong bàn làm việc của Anna cũng có. Và nó chia thành những cái túi như thế này để chúng ta tiện sử dụng này. Không bao giờ bạn có thể quên được. Mình thường xuyên mình có thể cho vào trong túi và mình mang theo. Đó. Có một số bạn hỏi là uống đào thải độc tố bao lâu thì uống Lymphosan. Mình hiểu như thế này nhá. Quá trình đào thải độc tố của mình là quá trình mình loại bỏ ra bên ngoài tất cả những cái nguy cơ gây bệnh mãn tính, và bao gồm cả lão hóa và béo phì luôn. Tất cả mọi cái bệnh mãn tính này, lão hóa, béo phì đều xuất phát từ những cái tổ chức bị viêm. Cho nên mình cần phải loại bỏ ra cơ thể những cái tác nhân và gây viêm, và cho cơ thể của mình có cơ hội được hồi phục. Thế thì mình sẽ uống đồng thời, chứ không phải mình uống cái này mới đến cái kia. Mình uống đồng thời, cùng một lúc mình, nếu bạn muốn uống một combo thải độc đầy đủ thì bạn sẽ uống combo thải độc đầy đủ. Nếu mà bạn muốn là uống cái dòng năng lượng trước thì bạn sẽ uống dòng năng lượng trước. Còn nếu như Anna là tại ngay tại thời điểm này, Anna uống tất cả những thứ đấy. Tại vì bản thân Anna cũng là người ăn chay, tức là thực ra mình ăn thực vật rất là nhiều. Thì có thể mình làm việc lại một ngày làm 14-15 tiếng nữa, cho nên mình rất là cần nhiều năng lượng. Và nó, cho nên khi mình dùng sản phẩm này mình cảm thấy là rất là dễ chịu. Giống như ngày hôm nay là tôi bắt đầu nói từ 8 giờ sáng đến bây giờ, mình cứ nói liên tục như vậy thôi, nhưng mình cũng không cảm thấy là có cái gì đấy quá mệt mỏi cả. Hoặc là cường độ làm việc như này mình cũng đã quen rồi. Xong bắt đầu có bạn hỏi rằng là rồi có một bạn nói rằng là khách của bạn là bị thải độc cơ thể thì bị nổi mụn nhiều hơn. Thực ra là bởi vì sao? Nổi mụn nhiều hơn đấy là do độc tố tích tụ dưới da nhiều. Anna có nói rằng là độc tố tích tụ ở phần nào trong cơ thể bị yếu thì nó sẽ thể hiện trong đại tràng, thì thường hay bị bệnh của đại tràng, mình cần phải thải ra. Tích tụ ở dưới da thì hay bị bệnh về da, tích tụ ở hệ hô hấp thì hay bị bệnh ở đường hô hấp, tích tụ ở trong phần phụ của phụ nữ thì sẽ bị những bệnh liên quan đến viêm nhiễm, rồi ung thư, rồi u xơ tử cung, rồi buồng trứng này kia. Tích tụ ở trong cơ thể nam là phần yếu của nam là gan thận hoặc là cơ quan sinh sản thì hay bị những bệnh về tuyến tiền liệt, tức là tích tụ ở đâu nó sẽ bị ở đấy. Và cái đấy là biểu hiện là độc tố nó bị tích tụ ở đấy. Việc của mình là để yên cho nó trong vòng 2-3 tuần để cơ thể của mình có thể xử lý và thải nó ra một cách từ từ. Thì bạn hiểu rằng là cơ thể của mình có tới 40.000 tỷ tế bào, nó rất là nhiều và không thể nào một ngày một đêm mà nó ra được ngay. Nhưng mà khi bạn sử dụng sản phẩm của Siri sau 3 ngày thôi, bạn đã bắt đầu cảm nhận được cái quá trình đào thải độc tố nó bắt đầu rồi, rất là rõ ràng luôn. Làm chậm quá trình lão hóa và giảm thiểu tối đa tàn nhang thì nên sử dụng sản phẩm gì? Ok. Giống như Anna nói, nếu bạn muốn làm chậm quá trình lão hóa, mình phải chia ra thành hai giai đoạn. Hai nhóm sản phẩm. Nhóm sản phẩm đầu tiên là những sản phẩm về đào thải độc tố, nhất định bạn phải dùng. Nhất định bạn phải dùng. Một lát nữa thì sau khi nói phần này mà còn thời gian, Anna sẽ nói thêm. Còn nếu không thì bạn sẽ liên lạc lại với tư vấn viên để tư vấn viên họ tư vấn, bởi vì Anna đã lên tất cả những cái nhóm đấy cho mọi người rồi. Sau khi mà dùng cái bộ thải độc xong, mình sẽ bắt đầu dùng sang cái bộ gì ạ? Mình sẽ dùng sang những cái sản phẩm mà bổ sung dưỡng chất và trẻ hóa.
Đây, ok thôi Anna show luôn cho các bạn, bởi vì cái này Anna có một cái file sẵn, Anna show cho các bạn để các bạn có thể biết được là à mình có thể có những cái sản phẩm nào để mà mình có thể sử dụng, mình chăm sóc được. Và các bạn hãy xin lại cái file này của các tư vấn viên mà đã mời các bạn đến đây. Tất cả những thứ gì về trẻ hóa, chăm sóc và hồi phục cho làn da cũng như là trẻ hóa cho toàn bộ cơ thể, bên ngoài mình sẽ phải bôi, tức là mình sẽ phải bôi những cái kem serum. Thì cái này ai cũng phải chăm sóc da rồi. Còn bạn chưa dùng sản phẩm của Siri thì nó còn có tác động thải độc trên da nữa, rất là hay. Dạng uống từ bên trong thì mình phải dùng bộ thanh lọc, là gồm có bộ ba thanh lọc này, Formula và Soppen. Thế còn nếu da của bạn rất là xấu ý, mà bị mụn rỗ, sẹo rỗ rồi bị nám, là bạn sẽ phải uống thêm Sin 4 nữa, để cho nó đẩy hết tất cả những cái thứ mà cặn đấy ra, và có thể là chân nám của mình nó sẽ bị nặng hơn một tí. Và mình cứ để yên cho nó làm như thế. Nếu bạn bị nám nhẹ thì sau 6 tháng, nếu mà bạn bị nám rất là nặng mà đen kịt á thì sau 9 đến 12 tháng. Và Anna đã từng chứng kiến những người như thế rồi. Còn nếu mà bị sẹo rỗ là bạn có phải uống sản phẩm tầm khoảng 2 đến 3 năm, bạn cứ uống, bạn lờ nó đi. Thì một ngày đẹp trời bạn xem lại cái da mặt của bạn, tự nhiên bạn cảm thấy là nó phẳng lì và không còn những cái hiện tượng rỗ mặt nữa. Và ở trong tư vấn viên của chúng ta có rất nhiều người bị như thế rồi. Còn đơn giản chỉ là cho da căng mọng lên này, trẻ hóa, làm đều màu da này kia thì 2 tháng là bạn đã cảm nhận được rồi. Rất là đơn giản. Và sau đấy bạn sẽ phải bổ sung thêm những sản phẩm để trẻ hóa và cân bằng lại nội tiết tố, như là Vita Germanium, như là Stronolong và Canxi. Đó, đấy là những cái sản phẩm mà các bạn sẽ dùng cho cái làn da của các bạn và trẻ hóa của các bạn. Rồi, Anna chia sẻ tiếp nhá. Về hệ miễn dịch, mình có, khi mà để hệ miễn dịch của mình khỏe mạnh, mình có thể sử dụng những sản phẩm như là Neurovision, bởi vì nó sẽ hỗ trợ những cái dưỡng chất cho hệ thần kinh của chúng ta. Và hệ miễn dịch của chúng ta hay bất kể một hệ cơ quan nào thì được điều khiển bởi hệ thần kinh toàn bộ luôn. Thế cho nên rằng là khi mà hệ thần kinh hoạt động đúng chức năng và hoạt động chuẩn xác thì tự động hệ thống miễn dịch của chúng ta sẽ được tăng cường. Đây, và đây chính là cái bộ mà sẽ giúp đào thải tất cả những cái bệnh liên quan đến đột quỵ, ung thư rồi béo phì. Nhiều bạn hỏi là béo thì dùng cái gì? Dùng nguyên si bộ này các bạn nhá. Dùng nguyên si những gì bạn đang nhìn thấy trên này này để đào thải độc tố ra. À, và sau khi bạn dùng cái này xong thì bạn còn dùng cái gì nữa? Bạn bắt đầu, nếu mà có những sản phẩm để tăng cường đốt cháy mỡ hoặc đốt cháy đường dư thừa trong máu thì bạn dùng thêm. Và bạn sẽ phải thay đổi chế độ ăn, tức là bạn sẽ thay một bữa ăn thông thường bằng protein. Hãy liên lạc với tư vấn viên để họ hướng dẫn cho bạn. Còn bạn sẽ dùng nguyên si cái này đào thải hết tất cả các độc tố, bởi vì độc tố được tích tụ ở trong cái kho trong cơ thể mình là trong các mô mỡ. Cho nên có rất nhiều người ăn chả nhiều đâu, người thì cũng gầy gầy nhưng mà bụng thì tao đùng tao ngã ửa ra. Bởi vì là độc tố nó không chỉ tích tụ dưới da mà nó tích tụ trong cả những cái mỡ nội tạng. Và chính bởi vì như thế cho nên là cái bụng của mình nó bị phình ra. À, cho nên là mặc dù Anna trông cũng tròn tròn lên 58 cân, do mình không, cái bụng của mình không có bị phình ra, cho nên là trông mình người ta cứ tưởng là mình thon, thực ra là mình nặng cân phết. Nên là làm đẹp nó cũng có những cái mẹo. Đây, mình có thể sử dụng thêm cả những sản phẩm này nữa. Có thì mình sử dụng thêm, còn nếu mà không có mình sử dụng cái bộ giống như Anna vừa mới nói ở slide trước. Tất cả những cái dòng daily box của mình đều có hết, tăng cường cái năng lượng cho từng cái hệ cơ quan. Và cái immunobox này là tăng cường miễn dịch này các bạn này, tăng cường miễn dịch, tăng cường rất phù hợp trong cái mùa Covid. Và ngay cả những người bị viêm nhiễm phụ khoa dùng cũng rất là tốt nhá. Rồi đây là bộ cho nữ của chúng ta đây này. À, đàn ông của chúng ta đây, đây là những sản phẩm thể thao đây, bạn uống những cái này thay cho bữa ăn đây. Và mình có cả những cái sản phẩm mà để làm đẹp nữa. Đó, thì đấy là những cái sản phẩm mà Anna hướng dẫn cho bạn để bạn có thể tăng cường được cái sức đề kháng của mình, cũng như là bảo vệ cơ thể khỏi những cái hiện tượng như các bạn nói là béo phì này, trị nám này, gút này, trầm cảm. Rồi ngay cả những cái người mà muốn thải độc và muốn tăng cường sức đề kháng thì mình sẽ đều có những cái sản phẩm để mình sử dụng. Thế thì đặc chủng mà cho tăng sức đề kháng thì tổng kết lại là Anna có làm ra một cái file Word. Làm ra một cái file Word thế này, các bạn có thể nói tư vấn viên đưa lại cho các bạn. Combo tăng sức đề kháng, đây là một cái combo mà đơn giản và rẻ tiền nhất nhá, không bao gồm những sản phẩm như siêu vitamin và một số sản phẩm thanh lọc. Tức là bạn sẽ mua những thứ này: Coen, trà amin, Formula, Immunobox, Sin 5. Đó, siêu vitamin. Thế đây là cái combo rất là đầy đủ. Thế còn trong trường hợp mà bạn có thể chọn khoảng 3 trong 6 món này là được. Bạn chọn 3 món trong 6 món này là được rồi. Đó. Và từ 15 tuổi trở lên là dùng như người trưởng thành. Còn trẻ con thì các con sẽ dùng hai cái loại này,
tăng sức đề kháng dành cho trẻ em, hai món này. Và nếu mà con trên 30 cân thì con có thể uống thêm một ngày một viên formula để tăng sức đề kháng. Và ngoài ra mình có cái sản phẩm vệ sinh bên ngoài là cái dầu balsam và nước súc miệng. Nước súc miệng thì mình súc miệng để mình làm sạch cái cổ họng của mình. Bởi vì cái virus corona nó sống ở trong đáy của vòm họng và sống ở trong phổi. Cho nên là nếu mà ngay ở chỗ họng mà mình có thể giải quyết được mà nó chưa đi quá sâu thì giải quyết rất là đơn giản. Bác sĩ chăm sóc cũng rất đơn giản. Cũng vẫn bị nhiễm nhưng mà nó không bị nặng. Thế nữa là dầu balsam thì không những mình bạn có thể uống, bạn có thể hòa vào nước để súc miệng, bạn có thể bôi ra bên ngoài cơ thể những cái chỗ mà bạn tiếp xúc, hoặc là bạn đứng lên, bạn ngồi xuống, bạn cảm thấy không an toàn, bạn có thể bôi. Đấy là những cái sản phẩm mà tăng sức đề kháng. Thì có còn ai có câu hỏi gì nữa không ạ? Ok, Anna sẽ lưu lại cái file này trên YouTube để cho anh chị em mình có thể xem được. Có ai mình còn có câu hỏi gì về cái chủ đề mà tăng sức đề kháng, cũng như là Anna giải quyết sơ qua một số những cái tình huống như là giảm cân, trị nám, gút và trầm cảm, mình giải thích sơ qua như vậy, thì có bạn nào cần phải giải thích kỹ hơn không ạ? Và có khách hàng nào mình đang quan tâm kỹ hơn đến cái gì không ạ? Thì mình còn khoảng 5 phút để mà mình giải đáp. Có thì các bạn có thể bật mic nhé để Anna xem. Rồi, các bạn bật mic đi ạ. Anna đã mở quyền bật mic cho các bạn ạ. Cho mình hỏi là cái vấn đề về đại tràng á, thì người bị đại tràng mà lớn tuổi rồi thì sử dụng cái sản phẩm nào sẽ hợp lý? Dạ vâng ạ. Dạ khi mà mình bị đại tràng thì ngay cả trong nhà Anna cũng có một người bị ung thư đại tràng. Thì tùy từng cái trường hợp là bị đại tràng gì, mình sẽ cho các sản phẩm khác nhau. Nếu không phải là ung thư mà đơn giản là những cái trường hợp giống như kiểu là bị viêm đại tràng và đi phân viêm sống phân lọc này kia, đúng không ạ? Đúng dạ rồi, đấy. Đúng rồi. Nếu trong trường hợp đấy thì mình sẽ có ba cái món sau anh sẽ cho bác dùng. Một là Immunobox, hai là Formula 4 và ba là Soften. Đây Anna sẽ đưa cái hình lên để cho anh xem để sau này anh có thể hỏi lại các tư vấn viên. Đây, đối với cái dòng mà Soften thì người bị đại tràng là mình sẽ dùng cái Defend này nhá anh nhá. Cái này nhá, táo bón nó sẽ có hai loại là táo bón âm và táo bón dương. Táo bón dương là đi phân mà khô không khóc ấy, từng cục từng hòn ấy. Còn táo bón âm là cứ đi xì xoẹt suốt ngày thì cũng là một dạng táo bón, mình đều dùng cái này. Mình uống một ngày hai lần vào buổi sáng sớm và buổi tối. Đó, đây là dạng bột. À, đấy là một. Nữa là gì? Nữa là mình sẽ uống Formula 4. Formula 4 là giống như... Cái đó em biết rồi. À, anh biết rồi đúng không? Và cái Immunobox anh biết chưa ạ? Immunobox là cái này. Xem lại cái hình. Ok, nó là cái này anh ạ. Anh phải mua ngay không, là trong cái lúc mà có dịch thế này là cái này nó rất là khó nhá. Và Formula 4 nữa thì đầu tiên anh cho cụ dùng ba cái đấy. Thế còn thực sự nếu gia đình mình có điều kiện thì mình nên cho cụ dùng thêm cái siêu vitamin ấy ạ. Cái siêu vitamin mà lúc nãy giống như Anna nói ấy. Rồi, em biết ba, có 3 viên. À đúng rồi. Cái loại có 3 viên. Cái loại mà trong này có 4 viên, 4 viên. Dạ đấy. Ok. Mình cho bác dùng cái đấy. Đã có ai có trường hợp cụ thể nào cần Anna hướng dẫn để Anna tư vấn ạ? Thôi ạ. Dạ vâng ạ. Mời chị ạ. Anna cho mình hỏi là một người mà bị xương khớp với giãn tĩnh mạch á thì mình nên cho họ sử dụng những sản phẩm gì ạ? Vừa xương khớp vừa giãn tĩnh mạch đúng không chị? Rồi ok. Bây giờ thế này nhá. Nếu mà vừa xương khớp và vừa giãn tĩnh mạch thì Anna sẽ lên một cái combo, nó sẽ bị hơi bị nhiều một tí bởi vì cái đấy nó là hai vấn đề khác nhau chứ không phải một vấn đề. Nếu mà giãn tĩnh mạch là do những cái tĩnh mạch của mình á nó bị giãn, như chị Tracy này cũng là bị giãn tĩnh mạch này, thì với những trường hợp mà giãn tĩnh mạch thì mình sẽ dùng những sản phẩm như sau. Nếu mà bị giãn tĩnh mạch thì mình sẽ dùng sản phẩm đang nằm ở đâu. Đầu tiên là mình dùng cái step box này nhá chị nhá. Cái màu xanh lá này nhá. Là nó cung cấp tất cả những cái dưỡng chất cho hệ cơ xương khớp, nó vừa hỗ trợ cho cả hệ cơ xương và hỗ trợ cho cả tĩnh mạch luôn, là một là cái step box này là cái năng lượng thì mình dùng cái loại này. Đó. Tiếp đến nữa là gì? Mình có một cái sản phẩm gọi là Gohan. Đây. Gohan là cái này, là hỗ trợ giãn tĩnh mạch rất là tốt. Đó, thì chị cho khách dùng cái này nữa này. Rồi, tiếp đến là hai món. Tiếp đến là mình sẽ phải, vì có cả xương khớp nữa, cho nên là mình phải dùng thêm cái sản phẩm mà thanh lọc. Dùng thêm sản phẩm dòng thanh lọc. Thì với dòng thanh lọc ấy chị, thì chị cho cụ dùng cái Soften mà Joy Comfort này chị này, là cho
cho khớp đấy chị, để giúp cho hệ khớp khỏe mạnh đó. Thì trong tháng đầu thì chị cho cụ dùng cái đấy, ba món đấy cộng thêm với cái món á, là cái món phọc mula 4 này này. Rồi thế còn nếu mà bị đau như kiểu là gây đến đau nhức mỏi khó chịu ấy, thì lúc đấy giờ thì mình sẽ phải dùng thêm một món nữa có tên gọi là glucosamine thể thao. Cái này nó sẽ giúp cho mình giảm đau nhức mỏi cơ xương và nó rất là dễ chịu. Uống 3 ngày thôi nó đã dễ chịu, thậm chí là uống ngay sau 3 tiếng nó đã là dễ chịu rồi. Thì nếu mà chị không kịp ghi lại thì chị lại hỏi, chị sẽ xem lại cái video này hoặc là chị hỏi tư vấn viên. Ngoài ra, sau khi mà khách uống được khoảng 2 tháng thì đến tháng thứ 3 mình nên cho khách thanh lọc đi. Thanh lọc những cái cặn mà gây là mình, lúc đấy mình sẽ phải uống thêm cái sản phẩm bộ ba thanh lọc nữa đó chị. Dạ. À, mình mới cho thanh lọc à? Tại vì thế này, mình cứ để ý này, nếu mà cơ thể người ta đang khỏe sẵn mình cho thanh lọc được ngay. Nhưng nếu cơ thể người ta đang yếu, giống như cái nhà của mình bây giờ bắt mình đi dọn nhà thì người mình phải có sức mình mới dọn được nhà. À, cho nên là mình cho dần dần chứ mình không có cho một cái đùng vào là người ta sợ đấy. Ngay cả như em mà hồi đầu là do Anna dùng cái sản phẩm năng lượng trước, chứ Anna mà dùng sản phẩm thanh lọc trước thì Anna cũng sợ chạy mất dép. Tại mình chưa kịp cảm nhận cơ thể của mình khỏe lên, nó bắt đầu tấn công dồn dập như thế thì ai cũng sợ cả, ngay cả bản thân mình. Thế nên với những trường hợp bị bệnh thì Anna thường hay yêu cầu là tháng đầu tiên, tháng thứ hai là phải cho dùng dòng năng lượng, sau đấy mới cho dùng dòng thanh lọc. Dạ, để cho cơ thể họ được cân bằng đã. Xong bắt đầu mình cho thanh lọc ra. Dạ. Dạ vâng ạ. Anh hỏi tí, bé 7 tuổi mà bị xuyễn ấy em, thì dùng cái gì được em? Bị xuyễn? Dạ, về mặt gọi là em bé thì mình sẽ cho dùng hai sản phẩm Vitamama Sweet và Omega 3. Thế còn những cái sản phẩm nếu mà bé mà khoảng quanh 30 cân rồi thì có thể một ngày cho dùng một viên Formula. Đó. Thế còn về mặt thực chất ấy, là trẻ thì hoàn toàn có thể dùng được những thứ của người lớn, vì cái này nó cũng chỉ là thức ăn trên bàn ăn thôi. Nhưng mình trước tiên mình cứ cho em dùng ba món đấy để xem cái cảm nhận như thế nào đã. Và hen suyễn nó là co thắt cái phế quản mà, cái khí quản mà, cho nên là đổi cái môi trường sống là một chuyện vô cùng quan trọng. Tại vì một khi nó đã lên cơn mà co thắt đấy rồi thì có mặt trời chỉ có vào bệnh viện để tiêm cái thứ mà làm giãn ra thôi, tức là nó bị kích thích. Thế còn xin 5 là một thứ mà em rất cần dùng, nhưng mà do em quá bé cho nên cần phải để ý xem khi em 4-3 sản phẩm kia tốt rồi thì khi em lớn hơn một tí thì mình cho em dùng thêm cả cái xin 5 để làm giảm tất cả những triệu chứng mà dị ứng liên quan đến đường hô hấp ạ. Cảm ơn em. Dạ vâng ạ. Dạ. Còn ai có câu hỏi gì không ạ? Chị ơi, cho em hỏi với ạ. Dạ vâng, mời bạn. Em có hai trường hợp muốn hỏi chị. Cái trường hợp đầu tiên đó là khi mà người mà bị rất là nhiều bệnh, ví dụ bệnh dạ dày, sỏi thận, sỏi mật, rồi đấy là những cái bệnh cụ thể, và thường xuyên là ăn không ngon, mất cảm giác ngon miệng, thì là thường xuyên mất ngủ, xong rồi người thì cứ gầy gò đấy chị. Thì là với cái trường hợp mà bệnh như thế thì mình nên cho dùng những sản phẩm gì? Ok. Đây, bây giờ Anna sẽ giải thích cho bạn. Thì bạn cũng phát hiện ra rằng khi mà người ta mà bị rất nhiều những cái thứ như thế thì nhiều khi mình nói là người ta là ok bạn ơi, bạn dùng cái này thì nó quá nhiều đúng không ạ? Cho nên là cái này mình phải chia ra thành các giai đoạn khác nhau ạ. Mình phải chia thành các giai đoạn khác nhau. Giai đoạn đầu bạn có thể cho họ dùng những cái thứ vô cùng hiệu quả và giúp cơ thể của họ khỏe khoắn lên, như là siêu vitamin này, như là Formula 4 này, và trà Curinsai này, và thêm một thứ nữa. Đây, Anna show hình lên cho bạn thấy nhá. Anna show hình cho bạn xem. Siêu vitamin, nó là thuộc về dòng năng lượng. Đây là nó là sản phẩm này. Nhá. Nếu mà hết siêu vitamin thì bạn sẽ thay bằng hai món là Healthy Rhythm và Mega. Anna chỉ cho bạn luôn. Đây là siêu vitamin rồi này. Nếu hết cái này thì cái này nó có thể được thay thế bằng cái này. Nó có thể thay thế bằng combo là bạn cho khách hàng dùng cái Vita Z Manium này, nó cung cấp những cái hoạt chất trẻ hóa và làm cho cơ thể của mình tăng cường chống chọi lại được với cái những cái tác nhân mà gây uể oải mệt mỏi cho tế bào ấy, cái màu tím đấy. À, rồi thêm Formula 4. Hai món này.
bạn có thể, nếu có siêu vitamin thì không cần phải dùng cái healthy rhythm này, nhưng nếu không có siêu vitamin thì bạn sẽ cho dùng healthy rhythm đó, bạn cho dùng thêm formula 4. Thế còn trong các loại trà, trong các loại trà thì bạn sẽ cho họ dùng cái trà này. Có rất nhiều loại trà thì bạn cho họ dùng cái trà Kurisai, là trà liên quan đến đường tiêu hóa. Đó. Hoặc là bạn cho họ sử dụng trà em, là trà gan cũng được. Trà gan, bởi vì tiêu hóa được nó liên quan đến cái sức khỏe của lá gan rất là nhiều. Ban đầu là dùng như thế đã. 1-2 tháng sau cơ thể của họ khỏe khoắn lên, bắt đầu mình điều chỉnh từ từ từng cái. Mà cái mấu chốt của người đấy là sẽ phải làm sao để có thể thanh lọc được. Nhưng nếu người ta quá lớn tuổi và đang quá yếu thì mình không thể cho thanh lọc được. Và mình phải nuôi dưỡng người ta có thể là 3 tháng sau, 4 tháng sau để người ta khỏe khoắn lên, bắt đầu mình mới bắt đầu cho thanh lọc. Mấu chốt là sẽ phải thanh lọc. Đó, nhưng mà chưa phải là ngay từ đầu tiên. Dạ, còn ai... Chị cứ nói luôn cả một cái quy trình đi để em hình dung được. À, sau khi em cho người ta dùng như thế thì sau đến tháng thứ tư chẳng hạn, em bắt đầu bổ sung thêm cái bộ ba thanh lọc, cái soft band, cái bộ ba thanh lọc, để cho nó thành một cái combo thanh lọc đầy đủ. Và cái sin 4 là thanh lọc cho gan. Em có cần chị chiếu hình lên không? Có. Ok, để chị chiếu hình lên nhé. Đây, tức là sau đó mình bắt đầu cho người ta dùng cái thanh lọc mà có cả soft band này này. Mình có thể chọn cái dòng Pure Life hoặc mình chọn cái dòng Defend đều được. Đó. Sau đó rồi mình cho người ta dùng cả bộ ba thanh lọc này này để nó thanh lọc ở cái cấp độ khoảng không gian giữa các tế bào và bên trong tế bào, để giúp loại bỏ ra những cái tác nhân gây bệnh. Giống như kiểu bây giờ nhà mình phải dọn dẹp cho sạch thì nó mới triệt để được. Đó. Là em dùng thêm những sản phẩm đấy nữa. Đó. Sau quá trình thanh lọc đó thì mình cần bổ sung thêm gì nữa chị? Nó tùy vào cái thể trạng của người ta. Lúc bấy giờ nếu người ta mà đã kinh doanh và người ta có cách để được dùng sản phẩm miễn phí ấy, dạng như người ta cứ giới thiệu cho 5 người là sẽ có một phần được dùng miễn phí, thì họ sẽ cứ dùng duy trì một tháng khoảng 2 triệu 6 đến 4 triệu là tốt nhất. Còn nếu người ta không có điều kiện thì kể mình cho người ta dùng mỗi cái formula hoặc là mỗi một cái sản phẩm gì đấy mà về dòng năng lượng cũng là được rồi. Nhưng đương nhiên nếu mà cơ thể càng già mà cái sai hỏng nó càng nhiều, mãn tính thì phải dùng cả năm. Cho nên thông thường á, là ở đây cái cách mà mình gia nhập để mà mình kinh doanh nó là rất là đơn giản. Rất là đơn giản. Và việc của mình chỉ là gì? Việc của mình chỉ là mình giới thiệu cho người khác, mình dùng, mình có kết quả, mình giới thiệu cho người khác. Và như vậy thì người ta sẽ có cái cách để được dùng sản phẩm miễn phí mới dùng được lâu dài em ạ. Em có câu hỏi thứ hai ạ. Là cái là bản thân em cũng bị và em thấy rất là nhiều người bị, đó là cái trường hợp đó là sau khi sinh á thì thường là bị gầy không lý do luôn, mà dù là có ăn uống hay là nghỉ ngơi hay như thế nào vẫn không hồi sức, mà cứ càng ngày càng gầy càng sụt đi ý chị, càng ngày càng hà gầy càng hao mòn càng sụt đi, rất nhiều trường hợp cũng thế ạ, mà không ăn gì uống gì cũng không thấy lên. Thực ra nên làm sau sinh là có hai tình huống. Trước đây gia đình chị có một cái spa chăm sóc bà bầu và mẹ sau sinh, và chị khá là có kinh nghiệm trong vấn đề này. Sau sinh thường các em rơi vào trạng thái đấy á, hoặc là rất là béo hoặc là rất là gầy ốm, là bởi vì mình bị thiếu chất. Và khi mình đã thiếu chất rồi thì em hình dung nhá, trong người mình đã thiếu enzyme, vitamin và muối khoáng rồi, thì mình không có cái gì để mình tiêu hóa cả. Tức là cứ càng ăn vào thì bình thường ăn vào thì có cái gì đâu mà hấp thu, có vitamin đâu mà kích hoạt cái quá trình hấp thu. Thế là không hấp thu được, nó lại thành chất thải, và thành chất thải nó lại thải ra ngoài, thì mất này lại mất hai công. Một công ăn vào không tiêu hóa được, lại có mất một công để thải nó ra ngoài nữa, cho nên lại càng hao mòn. Nên là với những trường hợp như thế này á, thì các em cần phải uống siêu vitamin formula 4 và uống ngay cả cái soft band để cho nó làm sạch nữa. Đây nhá, chị đưa cho em xem hình nhá. Bây giờ là em vẫn phải uống đấy. Chị thấy em bé nhà em vẫn đang còn bé kìa. Tức là em sẽ uống cho chị cái siêu vitamin này. Ok chưa? Vâng. Rồi, em uống thêm cái mama bóc này. Mama bóc à? Ừ. Mama bóc đây. Đây cái màu này này. Nó bổ sung dưỡng chất cho bà mẹ. Rồi, em sẽ phải uống, vẫn là uống cái trà Kurinsai để cho nó tiêu hóa, kích thích tiêu hóa thức ăn, và mình uống thêm cái formula 4. Nó hỗ trợ tiêu hóa lắm cái này này.
cái kiểu mình không ăn được, nó lại mất công mình lại phải thải ra. Và trà thì em uống cái trà này, cái tầm thanh lọc, em uống cái trà Kudinsai giống nãy chị nói với bạn nào, trà này này em này, được chưa, trà này. Ừ. Và trong trường tình huống mà em cảm thấy rằng là nó vẫn khó chịu thì thực sự mình tiêu hóa được là do gan, gan của mình phải tốt mình mới tiêu hóa được, thì em sẽ dùng thêm cái Sin 4. Sin 4 nó chỉ có 220.000 thôi, nhưng mà nó là một siêu phẩm cho cái việc chúng ta hỗ trợ cho cái quá trình mà toàn bộ cái chu trình của hệ thống tiêu hóa nó nằm ở cái lá gan em ạ. Em hiểu ý chị không? Đó. Đấy là những thứ mà em cần bổ sung, và em cứ kiên trì em bổ sung như thế khoảng 3 tháng đến 6 tháng tự động em thấy con người em thay đổi. Và khi mình có sức hơn rồi, bắt đầu bổ sung thêm cả những cái thứ mà trẻ hóa, là tự nhiên ngực của mình sẽ có lại, da của mình sẽ mơn mởn hơn này. Thì trước khi mà mình muốn có hai quả, nhiều bạn bảo là bây chị ơi làm sao để ngực em đẹp, chị bảo trước khi mà em muốn có hai quả đào đẹp thì cái cây đào của em nó phải tươi tốt cái đã, thì tự động cái hai cái quả đào của em nó sẽ đẹp. Thế là cái gì mình cũng phải có từng bước đó. Và cơ thể của mình cần ít nhất 6 tháng để có thể thay đổi được toàn bộ tất cả những cái chu trình tế bào nhá. Ok, chắc là mạng của bạn hơi trục trặc một xíu. Rồi còn ai có câu hỏi gì nữa không ạ? Cảm ơn chị ạ. Ừ, chào em. Còn ai có câu hỏi gì nữa không ạ? Em. Vâng ạ, mời em. Em. Ừ, nói đi Ly. Em, Ly. Mời em. Không, em hỏi là mình bị họ bị trí á. Mình muốn mà giới thiệu cho sản phẩm cho họ uống nhá, bố thì hạn chế tại vì họ có làm biển, mình có cái loại gì cho họ uống. Bị trĩ đúng không em? Dạ. Bị trĩ. Rồi ok. Rồi khi mà bị trĩ ngoại thì đầu tiên hiện nay nhá, là mình không cho họ uống trà tê đâu, yên tâm. Mà mình phải hiểu cái nguyên nhân gây trĩ, nhiều khi nó cũng là do căng thẳng rồi tiêu hóa không được, rồi dặn nhiều quá và cái cục ấy nó lòi ra. Thế bây giờ phải bôi balsam, mà bảo họ bôi balsam, họ xác định luôn bôi 3 tháng, 4 tháng, 5 tháng, 6 tháng vào. Một ngày cứ lúc nào mà vệ sinh sạch sẽ xong là bôi. Tối đi ngủ là bôi, buổi sáng ngủ dậy vệ sinh sạch sẽ xong là bôi, ban ngày là bôi. Thì chị biết rằng cái việc đấy nó rất khó chịu, cho nên là bảo họ chiết cái balsam vào cái dầu, cái bình nhỏ xịt để mà xịt vào. Ok, cho đấy là một là bên ngoài. Và có nhiều người nói rằng quá trình này rất khó chịu, thì việc của họ là họ chịu với sự khó chịu đấy trong vòng khoảng vài tuần. Hai thông thường khoảng 2-3 tuần là nó sẽ hết. Số 2 là em phải cho họ uống cái bộ thanh lọc của mình mà không gồm trà tê. Bộ ba thanh lọc Shopben và hoặc Formula, và em có thể cho họ uống thêm Sin 4 nữa. Thế đã. Thế là tốt rồi. Một món đấy vừa rẻ mà vừa hiệu quả nhá. Dạ. Ok. Cảm ơn Ly rất nhiều. Còn ai có câu hỏi gì về sản phẩm nữa không ạ? Anh Chiến có câu hỏi á. Vâng ạ, mời anh Chiến ạ. Anh nhé. Anh có một khách hàng năm nay bác ấy tầm khoảng bác ấy 55. Bác ấy muốn sinh thêm em bé nữa. Thì bác ấy có hỏi anh là bác trai hay cả bác gái, hai bác ấy bằng tuổi nhau. Nghĩa là bác ấy có một cậu con trai nhưng bị tai nạn mất rồi, nhưng mà bây giờ là hai bác ấy là đang muốn có thêm một em bé nữa. Vâng. Bác gái còn kinh nguyệt không anh? Thì anh hỏi là vẫn còn. Nhưng mà anh hỏi thì vẫn còn, bác bảo vẫn còn. Nhưng mà bác ấy đang uống cái sản phẩm ở ngoài là cũng để ấy để có em bé. Nhưng mà anh thì anh đang tư vấn cái sản phẩm này để coi là ấy hơn, nhưng mà anh cho anh cái công thức rõ ràng để anh nói cho bác ấy. Ok rồi, bây giờ em sẽ, bởi vì anh biết tên các sản phẩm rồi cho nên em sẽ nói luôn này. Đầu tiên mình phải hiểu rằng là để mà có con được ấy, nó còn do phước phần. Nó còn đúng do tu tập. Cho nên là bây đúng giờ á, là bác ấy phải kết hợp cả cái việc là ăn uống giảm bớt sát sinh và tăng cường trao sự sống cho những cái người mua đồ ăn đồ uống cho những cái người mà cần sự sống nhá. Thế nên là bác trai này. Bác trai. Và thông thường cái thực đơn này thì mình cứ uống khoảng chừng phải 6 đến 7 tháng thì nó mới có hiệu quả. Anh có cái anh ấy cho thông tin nữa là bác ấy ở trên trên Đắk Nông thì bác ấy cũng trồng cây hoa trái là bác ấy. À, tốt rồi. Ấy mấy cả bác ấy thì cũng làm bên ngành bộ đội. Bác ấy về hưu. Ok. Về là trồng chuột. Vâng. Đầu tiên bác ấy cần dùng ba cái món này là ba cái món năng lượng nhá. À, rồi, tiếp okay. Đến anh phải cho bác ấy dùng cái bộ thanh lọc là gồm có bộ 3 này, kho 4 này, Shopben này.
đấy là của bác ấy nhá. Rồi anh cho bác dùng thêm xin hai hộ em. Xin hai là cho não ấy, đấy là bác trai. Rồi bác gái. Bác gái thì anh cũng phải cho dùng bộ thanh lọc là gồm có bộ 3, for 4 và soft band. Ok. Chưa? À rồi, em xin lỗi. Bác trai anh sẽ phải cho dùng một món vô cùng quan trọng, đó là Vita Zermanium. Nó mới làm cho bác cái trẻ hóa lại được. Và cái này anh cho bác uống 4 viên một ngày. Vì bác 55 tuổi rồi. Bác gái là mình sẽ cho dùng Tronulong, Vita Zermanium, cho dùng 4 viên một ngày. Bây giờ, đầu tiên mình sẽ dùng 4 viên một ngày liên tiếp trong vòng 1 tháng để cho nó kích hoạt lại, sau đấy mình giảm xuống còn 2 viên một ngày. Nhá, cả bác trai trên này cũng thế. Trong 1 tháng sau đấy sẽ giảm xuống còn 2 viên trên ngày. Rồi, Trung Đông Vita cho dùng thêm Mama Box. Xong là ấy để cho anh chụp cái ấy lại nhá. Dạ anh chụp màn hình lại. Cho dùng thêm siêu vitamin, nói chung là bao nhiêu siêu phẩm là cho bác dùng hết rồi đấy. Đây anh chụp lại cho bác cái đi. Và bác ấy là cứ kiên trì dùng cái này. Tuấn Kiều nhà mình cũng dùng cái này 7 tháng thì có con. 7 tháng thì đậu được thai. Được chưa ạ? Được chưa anh? Cảm ơn Ala. Dạ vâng. Dạ còn ai mình còn có các bác câu hỏi gì về một cái trường hợp nào cụ thể không ạ? Tăng Anna cân cho mình hỏi ơi. Dạ vâng ạ, mời chị ạ. mời từ Minh mời chị iPhone 6 trước rồi Minh Mẫn sau nhá. Minh Mẫn phải bật màn hình lên mới cho hỏi nhá. Chị Hà đây. Vâng chào chị. Em cho chị hỏi cái polyp đại tràng á. Chị đang có khách hàng bị polyp đại tràng. Ừ. Cho chị cái đơn. Polyp đại tràng chị sẽ cho dùng những cái thứ sau. Minh Mẫn ơi em tắt mic tạm nhá. Em đánh vào luôn xong thì chụp ảnh. Ừ rồi ok em biết rồi. Polyp đại tràng mình sẽ dùng những cái thứ này này. Polyp đại tràng. Đầu tiên là chị phải cho dùng bộ 3 for 4 soft band mà defend nha chị. Soft band defend. Rồi sau đấy là chị sẽ cần phải cho dùng thêm Trimegavital chị dùng cái loại mà màu vàng ấy. Màu vàng là cái loại mà em nhớ không nhầm là 264 hay là 246.000 ấy nhỉ. 264 hoặc là 200. Đúng rồi, 264k. Rồi sau khi mà dùng cái này xong này thì chị cho bác dùng thêm polyp đại tràng. Polyp đại tràng chị cho bác dùng thêm siêu vitamin đi. Siêu vitamin tạm thời trong cái tháng đầu tiên thì chị cho bác dùng như thế này đã, và để xem cái tình hình polyp của bác như thế nào. Và tất cả những người bị polyp đại tràng chị nói với họ là thay đổi chế độ ăn. Nếu không là nó sẽ chuyển thành cái những cái bệnh khác về đại tràng rất là khó chịu, ví dụ như ung thư. Chế độ ăn là gì? Đầu tiên là ăn thiên về thực vật mà ăn chay càng tốt. Đã là polyp đại tràng là phải ăn thiên về thực vật, ít nhất là 80% thực vật và chỉ được 20% động vật thôi. Các bạn nào đang bật mic tắt hết dùng Anna ấy. Sau đó là bỏ hết tất cả những cái chiên xào. Bỏ bớt. Nhá. Chuyển thành luộc hấp. Rồi. Đó. Và bỏ bớt tất cả những cái món mà ví dụ như là muối á, muối dưa, muối cà, muối này muối kia ấy, lên men ấy. À, mình bỏ. Chị chụp đi chị, để em tắt đi em tắt cái mic của cái ai đang hỏi em cái. Như thế này nhá chị nhá. Rồi chị đang cho viêm gan B, một đơn cho bé bị hen. Bị hen là giống như lúc nãy anh kia em nói với anh kia đấy. Bị hen thì chỉ cho dùng hai món của trẻ con và cộng thêm với cả formula 4 mỗi ngày một viên thôi. Thế rồi. Còn bị viêm gan B thì mình cũng cho ba món thanh lọc cộng với cả sin 4 và thêm immunobox chị nhá. Thêm cái immunobox là tăng sức đề kháng ấy. Rồi ok. Rồi. Dạ. Chị cảm ơn em. Dạ vâng ạ.
Còn ai có câu hỏi gì về sản phẩm nữa không nhờ? Bạn Minh Mẫn có định hỏi gì ạ? Đấy nữa. Nhà Hồng vừa hỏi anh xong vừa nhắn tin cho anh. Anh nói đi ạ, em đang nghe đây ạ. À, là co thắt phế quản ấy. Thì cho dùng sản phẩm gì? Người lớn đúng không? Bác này là 65 tuổi. Tại vì người lớn ấy thì cái khả năng hồi phục của họ kém hơn với thanh niên. Cho nên là với những cái trường hợp như thế là anh cho dùng Immunobox Sin 5. Immunobox và Sin 5 anh ạ. Formula. Anh cho dùng ba món đấy với cả trà amin. Thế thôi. Sau đấy là cơ thể của họ điều chỉnh tốt hơn rồi thì lúc đấy tính tiếp, bởi vì họ mà bị co thắt phế quản đấy là trong cái hệ tiểu hô hấp của người ta có rất nhiều thứ, không thể nào một sớm một chiều mà được. Còn nếu bác đấy mà có thêm điều kiện thì anh cứ cho bác dùng thêm siêu vitamin. Rồi, ok. Dạ, kiểu gì cũng phải cho thêm siêu vitamin thì tốt quá. Đúng, thì tốt, bởi vì là mình sẽ dùng chương trình hô hấp mà không có những món thanh lọc để cho nó cải thiện cái đã. Ok, anh cảm ơn Anna rất nhiều. Dạ. Ok. Dạ, bạn Huawei gì đây? Bạn bật mic đi. Công nhận là nhà mình mà cái buổi nào mà về Anna dặn luôn anh chị em này, nếu mà hết siêu vitamin thì mình sẽ linh hoạt, mình thay ngay bằng Healthy Rhythm nhá. Healthy Rhythm rẻ hơn siêu vitamin, là một cái version thấp hơn của siêu vitamin. Và lúc đấy uống á, thì mình có thể uống double lên cũng được. Tức là người ta uống một viên sáng một viên chiều, mình có thể uống double lên. Đó, nó giá của nó có hơn 400.000 thôi. Còn khi có siêu vitamin, uống nó không siêu vitamin. Cho em hỏi cái này đó. Vâng ạ. Ông hỏi đi ạ. Hiện tại có một người khá lớn tuổi, năm nay gần 60, thì bị gãy đốt sống cổ C3 và C4. Hiện tại đang nối bằng khoan bít. Mà có đi bằng được không? Bằng bít ấy. Đi bình thường, có nghĩa là đi bình thường nhưng mà vận động thì hơi khó khăn, có nghĩa cái cổ nó không linh hoạt được. Nói chung là tủy bình thường chỉ đốt sống thôi. Đúng rồi. Tủy bình thường chỉ bị đốt sống. Đúng rồi. Em đi cái này ra, sau đó là anh sẽ anh chụp ảnh lại nhá. Để cho nhanh, em đi cái này ra rồi anh sẽ chụp ảnh lại nhá. Anh được rồi. Ok. Thì với trường hợp như vậy, có glucosamine, tức là để Anna hướng dẫn các bạn luôn để cách các bạn phối sản phẩm này. Thực ra nó không có một cái bí quyết thật là nào, mà đơn giản là bị cái gì mình cho dùng chương trình đấy. Cứ bị cái gì mình cho dùng chương trình đấy, và vài tháng rồi thì lúc đấy mình sẽ bắt đầu cho người ta sử dụng thêm một số món về thanh lọc để giúp loại bỏ những nguyên nhân ra. Thì những cái trường hợp mà bị như thế thì mình sẽ cho dùng chương trình xương khớp, mình dùng glucosamine thể thao để tăng cường cái hoạt dịch, cái loại mà 858K ấy. Sau đấy là mình cho dùng step up để mà hỗ trợ cho cái hệ cơ xương khớp. Đúng không ạ? Bởi vì cái xương của người ta, cái khớp người ta đang bị như vậy, cho mình sẽ dùng cái short band mà Joy Comfort để loại bỏ những tắc ở các ổ khớp. Thì đốt là cái khớp nối mà. Đó. Xong bắt đầu mình sẽ cho dùng thêm Formula 4, một ngày có dùng 4 viên để nó tăng cường thải những cái độc tố ra để cho họ hồi phục. Mình dùng thêm Vita Z Manium. Vita Z Manium này thì nếu mà nó bị hết hàng, tại vì Anna nghe đồn là nó sẽ hết hàng và cuối tháng 8 nó sẽ về một cái dòng bao bì mới, có thì mình mua ngay. Nếu mà bị hết thì mình sẽ cho họ dùng sau. Nó vào một ngày mình dùng 2 viên. Ok chưa ạ? Yeah. Dạ. Đây thì đầu tiên mình sẽ dùng những cái thứ này, và thêm một cái nữa nó rẻ thôi là Mega Essential dòng thể thao. Nó rất là rẻ, nó chỉ có hơn 300 thôi, nhưng mà nó cung cấp những cái dưỡng chất hoạt dịch cụ thể dành cho cơ xương khớp, và nó giúp cho cơ nó thư giãn ở quanh cái vùng cái cơ mà liên quan đến tả những cái cột sống đốt sống ấy, và nó làm cho mình hồi phục được nhanh hơn anh nhá. Cái này là dùng đồng thời hay là dùng dùng đồng thời anh ạ? Có nghĩa là dùng đồng thời. Okay. Thế còn khi mà khách hàng của anh mà bị với lại sợ là với khoan anh ơi, nếu mà khách hàng của anh mà bị sợ họ bảo là nhiều quá thì anh sẽ có ưu tiên là anh sẽ ưu tiên glucosamine thể thao cho em này. Anh ưu tiên là step up và formula 4, anh ưu tiên ba món này cho em nhá. Dạ rồi ạ.
Rồi, ok ok. Dạ, 1, 2, 1, 2, 4. Đúng. Với lại cũng người đó luôn. Thì hiện tại á, lúc trước năm 2017 là bị tai nạn. Thì đến năm 2000 tai nạn bình thường, có nghĩa tai nạn xong là bình thường, xong 19 tin 10 chứ không phải giống như người bình thường nữa. Bị cái gì nhỉ? Đó có gì hỗ trợ ở bên phần tim mạch hay không? Tim mạch. À, mình giải quyết một thứ trước. Thực có nghĩa cái tim tự nhiên nó đúng rồi, đúng rồi. Em hiểu ý anh, Thế là bây giờ mình giải quyết cái phần kia trước và nó cũng có tác động qua lại. Thế nhưng mà nó chưa thiên về giải quyết cái phần tim. Anh nhá, mình phải giải quyết từng thứ một thôi. Còn đương nhiên nó vẫn hỗ trợ khi dưỡng chất vào thì phần nào trong cơ thể yếu thì nó sẽ cho mình có được cái, mình sẽ nó sẽ cung cấp dưỡng chất về đấy để cho mình có thể cải thiện được chung. Thế nhưng mà trên tinh thần là mình sẽ ưu tiên giải quyết cái về vận động trước. Mạng của Anna bị kém hay là sao ạ?